Phiên chợ giác Tác giả Nguyễn Minh Châu Chương 1 Lão cúng thức giấc Lão chợt thức giấc vì một giấc mê khủng khiếp Trong cơn mê ngủ Lão cúng trông thấy một lão già thân hình cao vóng lại lũng cũng đầy những xương cùng sẩu, mái tóc cắt ngắn cứng như rễ tre, mớ đổ phải, mớ đổ về phía trước trán, sợi đen sợi trắng loang lỗ, mặt mũi gồ ghề, hai con mắt nhìn gườm gườm, với những mảng tiết bò còn ướt hoặc đã khô dính bết trên các bắp thịt nổi cuộn ở bả vai và bắp tay, cái lão già ghê tởm ấy gian cả hai cánh tay nâng một chiếc búa to nặng như búa của thằng phụ lò rèn ở đầu làng khơi bổ xuống giữa đầu một con bò. Cú đánh của chiếc búa tạ làm lúng một mảng tráng sát hai con mắt của con vật, Khiến cho một con mắt dính đầy máu trồi ra ngoài Trời đất hỡi Đúng là con bò của nhà lão khúng Con khoang đen nhà lão Mụ già khục kịch hay cảm cúng Của nhà lão Bà đội trưởng của lão khúng Con bò nhà lão kêu rống lên một tiếng nghe ghê rợn Thứ tiếng kêu phát ra vào buổi mờ sáng Từ nhà A Ba Toa phố Cầu Giác Mà từ nhỏ những bận đi củi qua đó Qua các nhà A Ba Toa Có ánh sáng ngọn đèn bãi chiếu như hắt ánh sáng ra ngoài Lão khúng đều phải bịt cả hai lỗ tai lại Bắt chân lên cổ mà chạy nào có phải đứa giác là đứa trẻ tận tạo nhưng lão cúng từ nhỏ đã không chịu nổi bất kỳ con vật gì kêu khi sắp chết ai ai đã giết con khoan đen nhà lão người bạn đời của lão lão nào thằng già chết tử chết tiệt nào đứa thần trùng nào bọn trộm cướp giết người của dân kẻ bãi hay sơn tràn nào thì lão chứ ai đứa hung thần là lão cúng chứ ai Kẻ nâng chiếc búa tạ lên đánh vào đầu con vật là lão chứ ai. Tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra khắp sống áo đầm đìa, lão khúng sợ quá. Lão đã trở nên độc ác quá mức, thật là vô cùng ác độc, mà lão đã trở nên độc ác ngoài sức nghĩ của con người từ bao giờ vậy. Giá như người khác, là người biết ngoan ngoãn tuân phục một thứ tôn giáo nào thì chắc chắn lúc này, giữa đêm hôm khuya khoắt, lão đã lập tức quỳ sụp xuống mà hối hả đọc kinh, đập đầu xuống đất mà vang nài kẻ tôn thờ trút lòng ăn năn sám hối trước đấng thiên liêng ở trên đầu trên cổ. Đằng này là một kẻ vô đạo, lão cũng chỉ biết lật mình ngồi dậy trên tấm phản gỗ mà run sợ một mình, vật vả đau khổ một mình, tự mình lại lấy làm sợ hãi trước chính mình. Lão mở trừng trừng hai con mắt mà nhìn tên hung thần đồ tể vừa nhập vào lão, ngay khi lão bình yên ngủ trên tấm phản quen thuộc giữa nhà mình. Đoạn rồi như một kẻ vừa may mắn thoát họa, lão cúng thở vào. Thực may, may quá vậy là không phải chỉ là trong giấc mơ không phải thực đúng mà đây rồi con khoan đen nhà lão lúc này đang khục thịt ở ngoài gian bò sau nhà bếp lão yên tâm nằm xuống và nghĩ về giấc mơ tiếp sau đó pin 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 lạ lùng sao con bò bỗng kêu rống lên lanh lảnh như tiếng còi ô tô vậy nhỉ mà hóa ra ô tô thật trong giấc mơ lão cũng chẳng thấy con bò nhà lão ở đâu nữa mà từ phía sau lưng lão ngật ngưỡng lao vút đến một chiếc xe con măng găng đầy oai vệ chiếc xe bíp tròn không chạy trên đường mà bay là là trên mặt đám ruộng trồng khoai lang bay qua đoạn mương dẫn nước trước nhà lão cúng rồi lại bay qua mảnh sân nề vôi bốn bánh xe không hề chạm mặt đất lão cúng cứ trương mắt đứng ngó trân trân vào cái mặt kính trắng gió. Lão trông thấy loan loáng ở đằng sau có một người đàn ông thân hình phương phi, mặt tròn vành vạnh và đỏ rực như vần mặt trời mới mọc, mặt sơ mi cột tay màu trứng sáo đã hơi nhùng nhục, đội chiếc mũ cắt két xám. Người ngồi ô tô hớn hở tươi cười nhìn lão, chém chém vào không khí, giống hệt bàn tay của các lãnh tụ trên lễ đài mà lão cúng đã nhìn thấy nhiều lần ở trong phim. Người đang ngồi trong chiếc xe đít tròn biết bay chính là ông bời bí thư huyện ủy, con người đang nổi tiếng khắp đài báo trong cả nước và là bạn thân của lão cúng. Nghĩ tiếp về giấc mơ đến đoạn đấy thì lão không nghĩ thêm nữa. Lão vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, chỉ động đậy hai cẳng chân duỗi thẳng, toàn thân hơi mềm ra. Lâu nay thỉnh thoảng có đôi lúc lão đã thấp thoáng nghĩ đến cái chết. Đêm lão nằm mê thấy những chuyện vui thì ít, rủi ro, tai họa là nhiều cho nên mỗi lần nằm mê thức dậy bao giờ lão cũng mừng, rút cục là một nỗi mừng rỡ, âm thầm mừng rỡ như mọi lần, cái thế giới trần ai đầy nhọc nhằn, đầy thân thiết lại trở về với lão trước tiên ở thính giác, từ đôi tay đầy nhạy bén của lão. Lão nghe được gần như cùng một lúc hai hộp sương rơi trên tàu lá chuối bên hồi nhà và trên ngọn đu đủ sau nhà. Hai con chó rất khôn của nhà lão thì vẫn im hơi lặng tiếng. Nằm trong nhà, lão vẫn nghe tiếng chân chúng đi tuần ngoài sân, trong lúc chó nhà thiên hạ đang sủa rang lên. Lắng nghe tiếng chó sủa xa cứ râm rang, như cắn đuổi ma đang bắt đầu lục đục tru về các chốn gió bụi, lão đoán biết ít nhất cũng đã 2-3 giờ sáng chứ không ít. Bao nhiêu thứ ánh sáng cùng cái thứ tiếng máy đằng khu công trường lớn, cả trong khe đá dầu cũng đã tắt hết tiệt cả. Đêm tối thui và sâu. Đâu, đã từ lâu lắm lão cúng lại mới cảm thấy một vẻ im ắng về ban đêm như thế này khiến cho lão hơi sờ sợ, sợ một nỗi sờ sợ, sợ nguyên thủy y như có ai lại vừa ném lão trở vào một cái làng đất sâu hung hút và tối tăm từ ở đấy lão đã ra đời, và cũng từ đấy ông bà tổ tiên lão đã ra đời, để sinh ra lão. Biết rằng dẫu muốn thì cũng không tài nào ngủ lại được nữa, lão cũng đã toan trở dậy nhưng cái cảm giác tối tâm nặng nề ban nảy như một hòn đá tận dưới lòng đất sâu nối với thể xác lão bằng một sợi dây rất dài vô hình cứ níu kéo không cho lão ngồi dậy. Nhưng là một con người vốn quen săn sở đối với công việc, lão đã bật dậy, sáng nay lão cũng phải đi xuống chợ giác bán con bò. Và lão đã rất tâm dắt con bò đi thật sớm. Suốt đời lão, trong muôn và những điều bực bỏ, không thực hoàn toàn thỏa mãn về chính mình, có một điều thỉnh thoảng lão lại cảm thấy là không biết cách sắp xếp cho có thứ tự những thứ chứa ở trong cái đầu của lão, cũng không biết cách diễn đạt thành lời cho rành rẽ, tất nhiên là chỉ diễn đạt với mình, cái bầy ý tưởng rối rắm, tâm tối lại hay trái ngược lẫn nhau, lại đầy gai ngạnh, như nhiều đàn bò của nhiều nhà tự nhiên đem nhốt chung vào một chuồng và suốt đêm chúng nó hút nhau, trượt đuổi. Nhau lung tung ben cả lên, ở trong ngăn chuồng quá đổi chật hẹp là cái đầu của lão. Lão ngồi bật dậy trên tấm phản mọc rồi lập tức thả hai bàn chân trần xuống đất lạnh cống. Lão làm thế, một cử chỉ đầy kiên quyết và dứt khoát là theo kinh nghiệm sống của lão, nhằm để khắc phục cái sự dùng dằn phân vân trong một công việc trọng đại, nó quá trọng đại, có thể nói như thế, mà sáng nay lão phải làm, dứt khoát lão phải làm. Tìm một bàn tay xuống mép phản, lão rọi cặp mắt nhìn vào bóng tối trong nhà. Lão trông thấy có một tấm lưng trẻ con nằm vắt trên miệng cái cố say thóc kê ở gần cửa ăn thông giữa nhà ngoài và buồn trong của mụ huệ. Lại thằng bút rồi. Lão nghĩ. Đây là thằng con trai út của lão, mới lên 6 tuổi. Cái thằng đầu bò thấy đêm nào cũng ngủ chung với bố trên tấm phản nhà ngoài nhưng nửa đêm lại có thói quen hay rút vào buồn ngủ với mẹ. Thằng bé thường bước chập chững vừa đi vừa ngủ, trên dọc đường nó vấp phải con chó đang nằm ngủ thì ngã nhào xuống ôm lấy con chó mà ngủ tiếp luôn cho đến tận sáng. Cuối cùng thì chẳng có lần nào nó đi tới được với mẹ mà sáng ngày ra chẳng hôm nào thấy nó ngủ ở trên giường, trên phản. Hôm thì ôm lấy cái cối say thóc, hôm nó ôm lấy cái chổi mà ngủ. Như hai tên tuần đinh mẫn cán ở ngoài sân hai con chó vẫn ngậm miệng đi đi lại lại. Một trời sao dày như mắt sàn sáng long lanh và ướt ác sương khuya rơi lộc bột nặng trĩu từ trên những tàu lá xuống mặt đất chung quanh nhà vốn đã ướt đẫm sương lão cúng như một cái thân cây khô đầy mấu mắt và vặn vẹo đứng im thinh thích giữa mảnh sân một nền vôi trắng toát đang hướng mặt về phía biển lão cùng ngôi nhà đều đang hướng mặt về phía biển về hướng cái làng khơi chôn rau cắt rốn của lão của tổ tiên lão ở dưới ấy về hướng ấy chân trời như thấp hẳn xuống và nhòe nhẹ trong sương luôn luôn như dội tới hai bên lỗ tai đầy thính nhạy như lỗ tai loài vật của lão những tiếng trì rào, trì rầm của sóng biển của đất đai quê nhà và mồ mã cha ông, cũng chả biết đó là những âm thanh có thực, lão nghe thấy thực hoặc chỉ là do lão đã từng nghe thấy từ đời tám hoánh nào, từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Lão cúi không lưng bước nhanh vào trong nhà bếp. Hai bàn tay lão sờ soạn trong góc tối mùi cám lợn chen lẫn mùi phân dê vừa chua lòng vừa nồng nàn xộc vào mũi lão nhưng những thứ mùi ấy đã trở nên quá quen thuộc đến mức lão chẳng ngửi thấy gì cả lão lôi được từ trên cái giàn tre gác bếp xuống một vòng dây chảo mới và một vòng dây đã cũ gian bếp tối như hũ nút lão chỉ có thể phân biệt được đấy là hai vòng dây chảo mới và cũ bằng cảm giác trên những ngón tay trong ngày phiên chợ sắp tới lão chẳng hề có ý muốn làm đỏm làm dáng cho con bò nhà lão sắp đem bán một tí nào nhưng bằng những ngón tay lão cảm thấy cuộn dây cũ đã quá cũ nó đã mòn vẹt thậm chí lão có thể ngửi thấy được cả mùi mồ hôi của con vật trịnh ra từ những lỗ chân lông ở trên hông nó trong những buổi cày ngày này sang ngày khác đã thấm vào trong cái vòng dây chảo con khoang đen đã già yếu quá từ lâu lão cũng đã biết vậy lão biết vậy từ đầu năm ngoái thậm chí bà con trong xóm người ta không nói nhưng đã biết như vậy trước cả vợ chồng lão cúng người ta nhận ra nó đã già lão từ năm ngoái con bò đã hom hem như một bà lão vậy mà cái sợi dây chảo lại cũ không khéo người ta nhìn vào lại càng thấy nó già yếu hơn lão cúng đứng trong bóng tối và đang tính toán mọi đường hơn lẽ thiệt về cái uy thế của con bò nhà lão lúc ra đứng ở giữa chợ trong bóng đêm tối thui lão cúng đứng nhìn sợi dây chảo đã từng cụt cổ bao nhiêu con bò đã từng gắn bó với đất các nhà lão đã từng đi qua đời lão phải rồi ngày sửa ngày xưa đấy là sợi dây chảo vẫn còn mới nguyên những sợi lạc giang mới cứ trắng tinh như lụa bệnh chặt vào nhau mà lão đã mang từ chợ cày về cùng với mồ ma con vá lưng lão đã dùng sợi dây này dòng con vá lưng tận trong chợ cày về và cũng trong cái bận đi tậu bò ấy lão đã dán cho cái thằng cha lái bò trong chợ cày một bài học đáng đời lão đã làm cho hắn được một mẻ ngượng ngay giữa chợ là bởi vì cái thằng cha bụng xỉn quá thể đã bán con bò cho lão, cầm trên tay cả một đống giấy tiền lớn cuộn tròn to bằng cả cái khăn xếp vậy mà còn định cởi ra khỏi cổ con vật cái dây chảo. Vậy thì để cho lão phải cởi giải rút ra mà dắt con bò về à. Quả thực thì sợi dây trông còn mới quá, còn mới hơn rất nhiều cái cuộn dây mới lão cũng đang cầm trên tay bây giờ. Nghĩ thế rồi lão cũng quay trở vào cất cuộn dây mới lên gác bếp. Lão xách cuộn dây cũ ra. Chật, dù chỉ là cái vạc nhưng cũng phải xuất tiền ra mua chứ trả ngửa tay xin không được của ai bao giờ, lão nghĩ vậy trong khi bước qua một lối đi rải vỏ ngao từ nhà bếp ra chuồng bò. Đi qua cái chung vỡ miệng chứa nước múc dưới giếng lên, lão cầm cái gáo dừa múc nước trong chung tu một ngụm, súc miệng sùng sục. Con khoan đen đã trông thấy bóng lão cúng ngay từ lúc lão vừa thức dậy đi qua sân vòng ra căn nhà bếp đứng đái ồ ồ rất lâu ở cái thùng đựng cho đặt sau chuồng lợn. Mặc cho trong đêm tối con bò cũng rất dễ nhận ra hình của lão cúng hơn chục năm nay con vật đã quá quen với một cái hình dáng con người đứng trên hai chân y như một cái cây dại tự nhiên từ trong đất mọc lên con vật chỉ cục thịt lỗ mũi vài cái đã có thể đánh hơi thấy từ xa mùi mồ hôi muối thân thuộc và lập tức đánh thức dậy trong trí lực u tối của nó một ý chí thuần phục như tuân theo một thứ quán tính trông thấy lão cúng vừa đưa ống tay áo chùi nước hai bên mép vừa bậm bạch đi tới trước cửa giàn con bò đã toan bấm móng xuống đất đứng dậy nhưng lại như một đứa trẻ quen làm nũng nó biết rằng cần phải tỏ ra khủng khỉnh đôi chút, lão cúng cũng thừa biết vậy, lão đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên cái cổ vương dài ra ngoài then cửa nhưng khi con bò ngoan ngoãn đứng dậy, bàn tay lão trở nên run run khi buộc sợi dây chảo vào cổ con vật. Lão cúng biết rằng cái nốt buộc lần này sẽ không bao giờ cởi ra nữa, lão đang cột cái chết vào cổ con vật. Con bò già nua làm sao thấy được một giọt nước mắt của lão cúng vừa lăn vào lớp cỏ ống nhầu nát dưới bàn chân lão trong lúc lão bằng người gian hai cánh tay thúc cái then cửa giàn về một bên để mở cửa giàn bò cho con bò đi ra. Với chiếc dây chảo cũ rít nằm vắt hai vòng trên cặp sừng rồi bỏ thõng xuống một bên bả vai đã sần sùi như da cóc vì suốt đời mang ách, con khoang đen già nua lững thững đi ra khỏi cửa giàn. Bốn móng chân nó dậm lột bột trên nền đất bột của mùa hanh khô vương đầy rơm rạ cùng những cọng cỏ tươi đã lấm láp ra khỏi cửa vàng mới dăm bước, con vật liền đứng lại. Nó cục kịch lỗ mũi đánh hơi mùi đất ẩm sương đêm lẫn mùi ngai ngái hăng hắc xông lên từ một cái quan cỏ còn nguyên vẹn nén chặt trong bốn sợi dây thép, toàn cỏ ống đã rửa sạch mà con nghiêng, đứa con gái ác út của lão cũng vừa đi cắt tận trong chân núi, lúc nhập nhoạn tối. Con vật thè cái lưỡi ram rác bước một ngọn cỏ trong chiếc quan nhai trệu trạo giữa hai hàm răng trắng nhẫn, liên tiếp giậm bốn móng xuống đất tỏ ý ngạc nhiên chứa đầy bất mãn đối với lão cúng vì nó cảm thấy đêm vẫn còn sâu sao mà lão cúng đã lôi nó dậy đi cày sớm quá. Nhưng rồi như một thói quen mỗi buổi sáng ra ruộng, con khoang đen già nua ngước mỏng lên trời kêu lên một tiếng ngọ khàng khàng đầy não nề làm rung chuyển màn đêm. Cũng theo thói quen mỗi lúc ra ruộng, lão cúng đánh con bò ra khỏi giàn liền chạy đi nhặt một chiếc rổ thưa bật vành dính đầy tro lẫn phân bò khô đem đặt giữa hai chân sau của con vật. Ngay từ khi con khoang đen đang còn là một con me mới ra đời 14 năm trước, nhìn tướng mạo lão cúng đã lấy làm bằng lòng khi trông thấy cái xoáy chỗ mút môn lão biết suốt đời con vật sẽ ỉ trước khi ra đồng, lão nuôi nó sẽ không bao giờ mất phân, hơn nữa. Cái cúng đuôi không tròn vo mà bèn bẹt như đầu con cá chai, con vật sẽ ban thưởng cho lão ngoài sức lao động của nó, những hòn phân ra hòn phân cứ chắc địch chứ không bao giờ ỉ té re. Lão đứng trước cửa giàn lơ để nhìn những ngôi sao trên trời chờ con bò đại tiện và lấy làm tiếc từ nay nhà lão không còn nguồn phân nguồn ngộn của con khoang đen để hàng ngày hót đổ xuống cái hố ủ bên cạnh giàn bò nữa. Hai cánh mũi hít hít cái mùi phân vừa trút ra khỏi cơ thể con vật còn nóng ấm và đầy nồng nàn đang tan vào không khí về sáng hơi giá buốt. Lão cầm đầu dây chảo dắt con bò ra chỗ gốc cây với ngoài đầu ngõ. Ở đấy một chiếc xe bò bánh lốc ô tô đậu nép bên hồi nhà bếp chỗ đầu hồi hơi nhô ra, nơi đặt chiếc cổi giả gạo đạp bằng chân. Hai bánh lốc ô tô của chiếc xe bò được cuốn một sợi dây xích cột vào bên chân cối giả gạo. Lão cũng nhìn qua một đống củi lẫn những bó chè xanh chất cao lù lù trên thùng xe, trông thấy một mái đầu bịt khăn quàng đen đang ẩn hiện ở bên kia chiếc xe. Lão hơi giật mình biết là mụ Huệ đã thức dậy, vợ lão đã thức dậy cùng lúc với lão trong cái giờ phút trọng đại vĩnh biệt con bò. Mụ Huệ không hề lên tiếng cứ như người ngậm tâm, lão cũng vậy. Lão đứng hơi né ra một bên khi người đàn bà đi tới giơ tay cầm lấy một bên chiếc sừng nhãn bóng, dắt con vật sang bên kia thành xe. Lão cúng đi quanh một vòng thích lại sợi dây mây chằng những bó củi rồi ra chỗ gốc vối ngồi xổm xuống, kẹp chiếc điếu cày giữa hai đầu gối, những ngón tay tự nhiên tê cứng run rẩy mãi mới châm được mồi thuốc lào vào cái nỏ điếu bằng gỗ thị. Lão ngó nhìn chung quanh một lát mới bật cái bật lửa, thu thu ngọn lửa trong tà áo để khỏi rọi ánh sáng vào nhà khiến lũ con có thể tỉnh giấc vào lúc này. Ánh sáng từ chiếc bật lửa trên tay lão rọi một khoảng trăng trắng trong lòng chiếc chậu sành da lương. Trước mặt lão, mụ huệ ngồi sổn còn con bò đang đứng sung sướng thè lưỡi liếm thứ cháo nếp đặc sánh vô cùng thơm ngon mà mụ huệ đã nấu sẵn từ đầu hôn. Nó có cái gì giống như bữa tiệc thích người trước khi bước lên đoạn đầu đài. Con bò già nu ăn chậm chạp, chiếc cổ cúi xuống gần như không động đậy, chỉ có chiếc yếm đã nhẽo ra hơi rung rung thỉnh thoảng con vật lại đưa chiếc lưỡi ram ráp liếm ngược lên theo thành chậu rồi âu yếm liếm trên hai bàn tay đã giăng gieo vì lam lũ của mụ huệ đặt thỏng trong lòng chậu cháo chờ cho con bò ăn xong mụ huệ đưa bàn tay vẫn còn dính những hạt cháo nếp vuốt ve nhiều lần lên cổ con vật đoạn dắt nó đến bên càng xe lão cúng vội vã chạy tới vứt chiếc điếu cày lên đống chè xanh trên nóc xe đoạn cuối gò lưng nâng bổng cả hai chiếc càng xe lên khỏi mặt đất đặt chiếc ách gỗ mặt trong đã mòn lõm vào cổ con vật. Hai vợ chồng lão cúng đứng nhìn con bò rồi nhìn nhau một lúc trong đêm vắng. Cả hai vẫn lặng im. Lão cúng biết không thể dùng dằn được nữa, không phải dùng dằn đối với mụ huệ mà chính lão sợ con nghiêng và thằng bút ngay lúc này trong nhà thấy động chúng thức dậy. Ai chứ thằng bút, thằng đầu bò sẽ nằm lăn quay ra trước xe, thậm chí ôm chặt lấy hai chân trước của con bò không cho bố đem đi đâu cả nhất là con nghiêng, năm nay mới 9 tuổi đầu nhưng từ khi biết cầm cái liềm, là đứa con gái bé nhất của lão đã biết ngày ngày chăm chỉ đi cắt cỏ, mỗi ngày một gánh đầy, để cho con khoan đem ăn no để đi cày, có hôm nó đi cắt tận trong khe núi giáp diễn châu, gánh gánh cỏ đi lạc mãi trong những dãy núi, vừa sợ, vừa đói 9-10 giờ đêm mới tìm được đường về làng. Lão hấp tấp trèo lên ngồi trên ven trên thành xe, kêu lên những tiếng hầy, hầy đầy gắt gỏng nhưng đâu có phải chờ lão dục, con bò đã vương dài cổ kéo chiếc xe bánh lốt đã mòn vẹt lọc cọc lăn qua trước mặt mụ huệ đang đứng câm lặng bên gốc vối. Ra khỏi nhà một đoạn, lão nhảy xuống. Con đường dốc sụp lên những đất bột tự nó kéo chiếc xe lăn tuồn tuột xuống dốc. Lão cúng bước cao bước thấp, hai tay cố níu giữ chiếc xe đi chậm lại, lão quay ngoái cổ, bằng con mắt con vật, nhìn một lần cuối cùng ngôi nhà với cái dốc tường hình tam giác trắng nhờ nhờ in bật trên nền trời sao đêm về sáng đang nhấp nháy liên hồi. Bỗng giật mình chợt nhìn thấy bên góc vối không phải chỉ có một mình vợ lão mà còn thêm một cái bóng bé bỏng. Trời ơi, con nghiêng. Con nghiêng. Sao nó biết mà vậy? Lão cũng thấy vướng vứt trong lòng vô cùng. Suốt tối qua, chiều qua và cả ngày hôm nay, cả hai vợ chồng lão đã đồng lòng giấu biệt không cho lũ con biết sớm nay sẽ đem bán con bò của nhà. Vậy mà đứa con gái đã biết mà thức dậy, đứa con gái hai bàn tay lúc nào cũng say sát ứa máu vì công việc cắt cỏ cho con bò ăn để đi cày. Thực ra con bé thức dậy tự lâu lắm, trước lão khúng và dường như là suốt đêm nó không ngủ. Con bé lên chính sức răng, bằng mối mẫn cảm đặc biệt của dòng máu gia đình nông dân, nó biết tính toán rồi ra trước sau không còn cách gì khác nhà nó cũng phải bán con khoang đen đi để lấy tiền cho bố đi vào Đắk Lắc một chuyến nữa, để làm nhà làm cửa cho vợ chồng anh Lạc nó đang đi kinh tế mới và đang gặp khó khăn ở trong đó, trong đó là đâu? Đắk Lắc, Đắk Lắc, cái xứ đất rất xa lạ ngoài sức tưởng tượng của nó, ngoài tầm tay với đầy tình thân yêu nhưng ngắn ngủi của nó đối với người anh mà cứ mỗi lần có ai đang nói chuyện nhắc đến hai tiếng Đắk Lắc là con bé giỏng tai lên nghe hóng. Không khỏi mũi lòng bùi ngùi sực nhớ ngay đến vợ chồng anh Lạc người hiền như đất, tính tình như con gái mà nó thân nhất nhà, thương nhất nhà. Hồi tháng một năm ngoái lão cúng đã đi thăm con một chuyến trong Đắk Lắc, về cái công chuyện này cũng có đôi lúc lão cúng nghĩ mà lấy làm buồn rầu. Dù sao đời lão đã phải bỏ làng xóm, bỏ mồ mã tổ tiên ở dưới biển để lên tận đây, cái miền ngược ma thiên nước độc này để khai khẩn đất cắt kiếm miếng sống, lão vật lộn với miếng đất rừng này đến giờ đã gọi được là tạm mát mặt, hòn đất đã bớt đi rất nhiều mầm cỏ dại, hòn đất đã gần hóa thành hòn đất thuộc lão đã tưới đến gần cạn kiệt mồ hôi cho mảnh đất này thì đời con lão lại phải bỏ đây để đi đến những miền khác những miền rừng khác xa xôi hơn mệt mùng hơn chả lẽ đời của lão cái số phận của lão của vợ chồng con cái lão là phải như vậy cứ phải như vậy ôi lão cũng nghĩ Giá không phải chạy theo đứa con để bù trì nâng dứt cuộc sống ban đầu cho nó ở cái nơi đất khách quê người chắc chắn hôm nay lão không phải trong con khoang đen xuống chợ giác từ nửa đêm thế này. Mà cái con khoang đen nó đã già gì, vẫn biết rằng nó đã đủ răng, đã đoạn từ lâu, nhưng của bền tại người, ông bời bí thư huyện ủy nói đúng, trong các xã có con bò nào béo gầy, bảo già thì hãy cứ dắt lên vùng trên giao cho ông khúng nuôi hộ. Chỉ nửa năm chúng sẽ trở thành trai tơ, gái tơ, lại kéo cày được một cái bóng mảnh nhỏ trong đêm như chiếc lá cỏ vụt bay ra khỏi gốc cây vối vật tượng trưng cho cái ngõ ra vào của nhà lão họ họ miệng kêu khẽ bằng cái giọng âm thầm của một người quen ăn to nói lớn hai tay giữ chặt lấy càng chiếc xe không cho hai bánh lóc nhúc nhích Lão cúng đứng làm cái phanh xe hồi hộp đợi đứa con gái chạy xuống và trong bóng tối lão trông thấy chạy phóng lên phía trước đứa con gái là hai con chó nổi tiếng của gia đình lão, con mực và con vàng. Chẳng hiểu sao hai con chó cũng trở nên đầy quyến luyến đối với con bò, chúng chạy quẩn quanh chân con bò, hai con vật giữ nhà đưa mũi hít hít trên những chiếc móng sừng của con vật kéo cày, trong lúc con nghiêng nước mắt vàng dụa sụt xuống ngồi xổm dưới tấm yếm thỏng thẻo rồi con bé xỏa cả mái tóc ngắn đỏ quạt chưa kịp cặp lại bằng chiếc cặp ba lá từ khi nhảy tròn ra khỏi giường, để cho mái tóc trùng lên đầu, lên cổ con vật, hai bàn tay bé nhỏ không ngừng vuốt ve hết mũi miệng, đến đầu cổ. Con vật Con bò cũng tỏ vẻ buồn bã, hay là đến lúc này bằng bản năng loài vật, nó đã cảm thấy được nó đang đi chuyến đi cuối cùng của đời nó, giữa đêm khuya. Con nghiêng chừng như không còn chịu đựng nổi nếu đứng mãi bên con vật mà suốt đời nó chăm sóc, con bé liền chạy lại gục đầu vào ngực bố bởi nó biết chính lúc này bố nó cũng đang đau khổ vì phải đem bán con bò. Lão cúng đưa một bàn tay lên vuốt vuốt trên phiến lưng gầy guộc của đứa con gái chăm làm nhất nhà. Lần đầu tiên lão nhận thấy từ mái tóc và hơi thở của đứa con gái nhỏ phả ra mùi của các loài cỏ rất tươi non của đồng nội, vừa đắng vừa ngọt, phải lúc lâu sau khi đứa con đã rời lão và cục khịt như đang khóc vừa chạy vụt trở về với mẹ bên gốc cây vối lão mới âm thầm nhận ra trên cơ thể của nó cái mùi cỏ ống vừa cắt cả mùi đất rừng hoang dã rất xa xưa đã ngủ trong ký ức của lão nhiều năm về trước khi lão còn là một chàng trai cùng mụ huệ vừa từ dưới làng khơi lần mò đặt chân lên đây thời bấy giờ con nghiêng hãy còn chưa đẻ hơn một nửa số con cái của lão hãy còn chưa đẻ con khoan đen cũng đang còn nằm trong bụng mẹ nó là con vá lưng mà lão sắp sửa đi tậu từ trong chợ cày những ngày tháng ấy như thuộc vào thời kỳ mới có loài người lúc bấy giờ trong cái cổ gấu chó của gia đình lão, cái gia đình loài người độc nhất giữa lòng rừng này mới có thằng Hùng, thằng Dũng và thằng Lạc mới sinh được hai tháng đang còn đỏ hỏn nằm trong lòng mụ huệ. Y như thể ngày ấy mặt đất đâu đâu cũng là rừng rú, người thì ít, lác đác, quá ít, chỉ có một gia đình lão do táo tận mới dám chạy lên lập nghiệp, ấy vậy mà cái sợ lại không nhiều như bây giờ. Con người ta sợ nhau nhiều hơn là sợ beo trăng, cập hổ, mới nói tưởng chẳng thể nghe lọt tai nhưng ngẫm nghĩ lâu lại thấy đúng như thế nhất là từ ngày có cái công trường của nhà nước ngày trước cái gì bỏ đâu còn đó thậm chí một cái ruột áo bông mới mua để mặc rét suốt mùa hè vứt ngoài khe đá mà có ma nào lấy ai lấy lão sống như người rừng đánh mất luôn tính cách một người ở đồng bằng một anh nông dân bon chen ở làng vợ lão vốn một người thành phố lại càng thay đổi nhiều cả hai vợ chồng trở nên lầm lì tính nết cũng âm âm u u như tính nết của rừng ngày đó lắm lúc lão cũng nhìn những đứa con chơi với nhau bên hang đá đầu ngọn suối lão ứa nước mắt nói dại lão cứ nghĩ không biết chúng nó là con lão hay là con của loài cày cáo beo trăng mỗi lần nghĩ dạy thế lão lại lăn ra cười một mình cười lăn cười lộn như một kẻ điên trước cái sự vây bọc tưởng không bao giờ thoát ra nổi của hoang vu bây giờ con người đã đông hơn con vật sắt thép đã đông hơn cây cối vậy mà lão lúc nào cũng nơm nớp. Vụ đông năm ngoái, cánh công nhân cơ giới hái trộn mất của nhà lão cả gần sào cà chua vừa độ chín rộ. Còn năm nay, mới tháng trước, con Hương, đứa con gái nổi tiếng xinh đẹp của lão đi học dưới trường cấp 3 của huyện được về nhà chiều thứ bảy. Mới nhập nhọn tối chứ đã khuya khoắt gì, lão ngồi xổm trước thầm đang lúi húi dở nồi khoai lang luộc, trông qua làng khói, lão phát trung lên, vừa tức giận, trông thấy con gái mặt cắt không còn giọt máu, quất, dép bước đằng quất dép, chạy bán sống bán chết từ dưới con dốc trước nhà lên, hốt hoảng như bị lợn rừng rượt. hai, Con bò già, lão khúng cùng chiếc xe vẫn chưa mò mẫm ra khỏi cái hỏng đất dưới chân dốc trước nhà. Đất bột sụt lên ngang bắp chân hắt lên trời một cái quần trắng nhờ nhờ khắp mặt đất xó nào cũng vứt ngổn ngang từng đống thanh sắt hoặc cuộn dây thép hoặc những cái hòm gỗ cao to lừng lửng như những cái nhà khiến lão cũng phải nhảy xuống dắt con bò đi len lỏi giữa những khoảng bóng tối của đám vật liệu công nghiệp viết mất hết cả đường xá. Con mực, con chó có tính hay phất phơ, lang thang vẫn lẻo đẻo chạy theo lão. Lão đứng lại, quay đầu chiếc roi chỉ về hướng nhà rồi cất tiếng đằng hắn. Con chó đen liền cung cút quay trở lại để giữ nhà. Ra đến đường, trời đất hình như có sáng hơn một chút. Một vệt đất nhẵn chìm ngập trong rừng cỏ mây lẫn sim mua của những vạt đồi nằm nghiêng nghiêng nhấp nhô hai bên, đến lúc này lão cũng mới cảm thấy ớn lạnh, cái lạnh như từ những vạt sao xanh ngời ngời tận trên đỉnh trời tiết ra theo từng nhịp ánh sáng nhấp nháy. Lão quài tay ra sau túng ngay được chiếc áo giả dạ cướp ngựa mà mụ huệ đã chu đáo nhét vào giữa những bó củi ngay sau lưng chỗ lão ngồi. Chật, trời với đất, lão thốt lên một câu nửa chừng rồi im, không dám thú nhận với mình đã dạy dục đánh con bò đi quá sớm. đáng lý có thể để cho nó và cả lão đàng hoàng ngủ thêm một giấc đẩy nữa rồi hẳn ra đi cũng vừa. bỗng nhiên lão cũng có cảm tưởng mình là một tên đêm lén lút đi ăn trộm bò của nhà ai và lấy làm bực cả mình. cũng tại cả cái con vật này nó đã không cho lão ngủ, nửa đêm đầu hôm thức trong, nửa đêm về sáng vừa chập mắt lại nằm mê thấy nó. khoác hờ chiếc áo dạ ở một bên vai ngồi co ro trên thành xe. Lão đưa mắt nhìn đau đáo vào cái khoảng cổ đã trụi hết lông và sần sùi da cốc của con vật trên đó chiếc ách cổ đang siết chặt lấy làm phát ra những tiếng lọc cọc trong đêm vắng, và một khoảng bóng tối đen kịch cứ như đóng đinh vào phía trước mặt con bò, một khoảng bóng tối chừng như quá sâu, quá dày, còn lâu mới chọc thủng, và dưới chân lão khúng và con vật tất cả đất đai cùng cỏ cây đều đang còn nồng nàn trong giấc ngủ say như chết. Những con chim sâu lẫn lút trong đám cỏ may cũng chưa hề cất lên tiếng kêu chích chích, lão chỉ nghe tiếng côn trùng tỉ tê rất xa, và bốn phía trời đất dường như đang còn mịt mùng chìm đắm trong khoảng bóng tối của âm ti. Ngồi một mình, lúc này lão cũng đang nghĩ đến cái lúc này mai lão phải báo tin đã bán con bò khoang đen cho tất cả chín đứa con của lão biết, từ thằng bút đứa con trai út đầy dại dột cho đến con hương đang học lớp 12 dưới phố cầu giác, cho tới thằng đoan. Con Lê nửa ngày đi học nửa ngày đi làm với vợ chồng lão ở nhà, rồi những đám vợ chồng thằng Dũng, đang ở trong tỉnh, vợ chồng thằng Lạc ở tận Đắk Lắc. Ôi, mới đáng sợ làm sao, cả một thời trẻ thơ của từng đứa con lão cũng như cả một đời làm lụng vất vả trong gia đình của từng đứa một đều gắn bó với con vật này, đã từng chăn dắt đùa nghịch với con vật rồi đi cày đi bừa, thức khuya dậy sớm, con khoang đen này suốt 18 năm nay đã trở thành một người trong gia đình lão, một thành viên trong gia đình lão, dường như đến tận bây giờ lão mới thấu hiểu rõ cái điều hiển nhiên này. Có đi nhanh lên không nào, Lão cúng lấy làm bực mình vô cùng lên tiếng quát thật lực, đi nhanh lên. Trảo bước đi nhanh lên mà chết cho sớm sủa. Để cho người ta nện một búa vào đầu mày cho nhanh lên, đồ quỷ ạ. À. Rồi đến lượt tao, tao cũng phải tìm cách báo cáo với chúng nó, với những đứa con trai lẫn con gái của tao rằng tao đã phải bán mày, rằng từ nay trong nhà không còn mày nữa, rằng tao đã giết mày mà mày cũng đã già nua tuổi tác rồi chứ chả còn là thiếu nữ hay nạ dòng gì nữa ông trời sinh ra số kiếp mày đã như thế suốt cả một đời nai lưng kéo cày già thì giết thịt có ai để cho một con bò già rồi chết để làm đám tang cho thật to thật linh đình bao giờ trong thế giới bao la giữa đêm tối sâu thẳm tĩnh mịch chỉ những ngôi sao xanh ngời ngời và ẩm ướt đang nhấp nháy tận đỉnh trời là có thể nhìn thấy hai giọt nước mắt đặc quán như một thứ chất dầu đang dâng lên tận trong khóe mắt lão cúng lúc này bằng những lời nói âm thầm từ trong lòng lão lão đang báo tin việc bán con bò với thằng dũng báo cáo cái việc này với đứa con thứ hai của lão đã hy sinh trên chiến trường campuchia cách đây hai năm đấy là thằng con trai đích thực mang dòng máu của lão cho nên từ ngày đứa con chết phần nào tính tình lão có thay đổi lão đâm ra hay nghĩ không hùng hục chỉ biết làm như trước sau khi nỗi thống khổ đã dần dần qua đi nhưng vẫn âm ỉ như một đợt sóng biển phủ vào đất liền đã rút nhưng vẫn để lại cái chất mặn làm sót cây khoai, cây lúa. Dường như là lần đầu tiên lão nghĩ đến nỗi nhọc lòng mà từ nay đời lão phải gánh chịu, một nỗi đau đớn không bao giờ nguôi quên vì cái chết của thằng Dũng. Điều này chỉ có mụ huệ là người có thể thấu hiểu được cõi lòng của lão. Đó là một buổi chiều cách đây hai năm, lúc ấy đã nhập nhoạn tối, chỉ còn mình lão với con khoang đen ở nán lại bên một đống đá xếp vuông vứt bên bờ một mảnh ruộng mới khai phá tận trong khe đá dầu. Lão rắc mù lên với cái con vật lúc bấy giờ có cái gì làm nó sốt ruột cứ lồng lên kéo chiếc xe chở đá về nhà. Họ, họ. Khoan đã nào. Mày tưởng tao không biết đói bụng đấy hử. Nói nhẹ không xong, lão nhiếc mốc nó, nào đồ xiên ăn nhát làm, đồ rắn mặt, đồ khó bảo, nhưng con vật vẫn vương cổ, bấm bốn bóng xuống kéo bánh xe lăn đi lão vội vã hất hòn đá màu gan gà to bằng cái cối đang ôm trước bụng vào giữa lòng chiếc xe chất ngổn ngang những đá là đá lão muốn tranh thủ chở hết đống đá về nhà trong dăm ba buổi chiều cho xong để kịp xây lại bức tường phía sau nhà bếp thay vào chỗ bức vách đã nát mà sao cái con vật hôm này bỗng dở chứng mọi ngày có bướng thế đâu lão thủng thẳng đi phía sau vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng đưa tay đẩy giúp cho con bò đỡ nặng mỗi lúc chiếc xe chở đá lắc lư bò qua một khúc suối nước chỉ xâm xấp mắt cá chân, với những bụi cây rậm rạp hai bên đã chứa đầy bóng tối. Lão và con bò chưa về đến góc vối đầu ngõ đã nghe trong nhà khóc trang lên, những tiếng khóc đầy đau đớn thảm thiết. Cả dưới bếp lẫn nhà trên tối mò mò, chả đèn đóm. Một cái gì sụp đổ xuống trong người lão, để mặc kệ con khoan đen một mình đang gò cổ vòng lưng lên gần như chết đứng với xe đá trên lưng chừng cái dốc ngay trước nhà lão cũng đã thấy tối tăm cả mặt mũi nhưng vẫn cố gượng để đừng ngã vật xuống lão cố lê bước lên dốc chưa bao giờ quãng đường ngắn ngủi chỉ dăm bước chân trên lối đi về nhà đối với lão lại xa như thế khó nhọc như thế tưởng sức lão chẳng bao giờ đi thấu lúc bấy giờ con lê đứa con thứ năm sinh cặp kè sau con hương một đứa con gái trông thô kệch nhưng đa cảm đen như cột nhà cháy, đứa con gái ấy đã gần như hóa dại, khóc lóc không thỏa nó chạy ra ôm lấy ngang thân cây vối ở đầu ngõ, đập đầu trang chắc vào cái cành mà lão cúng vừa cư cục. Bố ơi, anh Dũng chết rồi. Có lẽ suốt đời lão sẽ không bao giờ quên được cho nổi mấy cái tiếng ấy, nó sao mà xót xa, não nề và đầy bất lực của đứa con gái đứng gục đầu vào gốc cây vối với hai con mắt trợn ngược lên như hóa dại trước ngõ đang nói lên cái lời báo tử cho người anh của nó ngay trước ngõ cũng vào trong lúc bấy giờ lão chợt nhận ra rằng lúc này lão phải làm một cái cột chống ở trong nhà mọi sự như thể và đại thể lão đã hiểu vợ con đều đã ngã gục xuống cả thì lão càng phải đứng thẳng lão đứng tại chỗ một lát để định thần lại khi đã đỡ hoa mắt rồi quay trở xuống dốc bằng những bước bình thản lão cúi xuống lấy hết sức liên tiếp bắt bánh giúp con khoan đen lúc bấy giờ đã gần ngã gục xuống lôi chiếc xe đá nhíp dần lên rồi vẫn bằng những bước đi bình thản lão đi vào nhà ở trong nhà bếp vợ lão ngất đi vừa tỉnh lại được và cái anh bộ đội lạ mặt mới hỏi thăm đến nhà lão cúng cách đây chưa đầy nửa tiếng đồng hồ bây giờ đã như một người trong nhà tự động mò mẫm trong khắp các hốc cục lôi ra được chiếc đèn dầu hỏa anh ta châm đèn ngồi tựa lưng vào chiếc ba lô dính đầy đất cắt bước ngay bên chân cột nhà đối diện với lão cúng. Người lính bắt đầu tường thuật vắng tắt đầu đuôi trường hợp hy sinh của thằng Dũng mà lúc ấy anh cũng có mặt ngay bên cạnh cho lão cúng và mụ huệ nghe. Ngày thường, những người trong xóm thống nhất vừa muốn đi lại chơi bời với gia đình lão cúng lại vừa có ý e ngại, hơi xa lánh. Với cái thứ tính nết chật chưởng đầy trái khoáy của lão cúng, người ta chỉ muốn tránh nhưng nói cho công bằng thì cũng chẳng ai nở tâm ghét lão bởi xét cho đến cùng thì lão cũng không phải con người lèo lá, nhớt bụng, tham vặt hoặc độc địa, độc ác. Lão chỉ có một cái tật là chẳng giống ai, lão là lão cúng, chỉ đáng trách có thế. Ngoài ra ngày mụ huệ hãy còn trẻ mụ đã làm đám đàn ông trong xóm phân tâm không ít, đám đàn bà trong cả xóm khai hoang sinh lòng ghét, cũng chả phải mụ lẳng lơ lẳng lơ gì với những lão đàn ông vốn là chồng của các mụ người nào cũng đầy tục tằn và bẩn thỉu mà chỉ vì mụ huệ đi đâu đứng đâu cũng như một bằng chứng để cho đám đàn ông phân tâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong cái buổi chiều tan tóc đổ ập xuống mái nhà của lão nếu không có bà con láng giềng trong xóm súng vào giúp đỡ thì lão lúng túng quá vùng máy lao động của cái gia đình ấy xưa nay như một cỗ máy tra kỹ dầu mỡ thế mà trong khoảng khắc đã gãy vụn vợ lão chắc hòe bây giờ là chỗ thông gia với gia đình lão cúng, phải cùng với mấy mụ đàn bà khác ra tay cho lợn cho gà ăn rồi chạy ra các góc vườn hoặc xó buồn, lôi ra những đứa con của lão cúng trở dậy, vỗ về dỗ dành chúng. Lão cúng tỏ ra cứng cỏi nhưng cố lắm lão cũng chỉ giữ được cái vẻ bề ngoài. Cho tận đến sáng ngày hôm sau lão mới biết sẫm tối hôm qua, lúc tháo ra khỏi chiếc xe đá lùa con khoang đen vào chuồng, lão đã lú lẫn quên cài then, thậm chí quên cả cho con bò ăn, suốt đêm con vật phải nhịn đói không có được cọng cỏ nào vào bụng anh bộ đội người thanh hóa bạn thân của thằng dũng đã cùng mấy anh em trong tiểu đội chôn tất đứa con trai lão cúng trong một khu rừng tây bắc camuche giáp nước thái lan việc ấy xảy ra đã gần nửa năm trước khi anh lính về nhà lão sáng hôm sau người lính quê thanh hóa xin phép vợ chồng lão ra đi từ tờ mờ đất hai ngày sau mụ huệ vẫn không gượng dậy được không hề ăn một miếng nỗi đau khổ của con người chỉ có nỗi đau khổ của kẻ khác là cởi giải được phần nào. Mụ hái, đã ngoài 60, vừa con trai vừa con gái từ ngày cái trận điện biên đến giờ đếm trên đốt ngón tay đã có ba người hy sinh ở các mặt trận, chẳng biết làm cách nào, mụ hái đã bắt mụ huệ ngồi dậy hút được nửa bát cháo. Sang ngày thứ ba, mụ huệ viện tay vào bức vách vừa rên rỉ một mình vừa lục tìm chiếc nồi hông bằng đất đem ra giếng cọ rửa chuẩn bị nấu đĩa xôi cúng con. Lão cúng sách chiếc rửa ra bụi tre sau nhà chặt một cây vác vào ngồi chẻ ra, đang một tấm phên để thiết lập cái bàn thờ thằng con trai thứ hai bên gian trái. Lão đã làm xong cái bàn thờ đứa con. Lão ngắm nghía cái công trình đơn sơ vừa hoàn thành sau khi trải lên mặt tấm phên tre mảnh ni lông màu đọt chuối mà con nghiêng thường dùng khoát đi cắt cỏ, lại bày lên mặt tấm ni lông một cái bát sành đựng gạo. Vợ lão từ nhà bếp lên, ngó cái bàn thờ mới rồi ngó sang lão cúng bằng cái nhìn trân trân, vô hồn, không còn là hai con mắt của mụ huệ mọi ngày mà là hai cái vực thẳm người ta vừa tác cạn hết nước. Lão cúng thầm cảm ơn vợ, mấy ngày qua mụ huệ đã không hề thốt lên, dù rằng chỉ thốt lên qua tiếng khóc kể lễ cái cơn bốc đồng của chí khí ái quốc của lão ngày ấy, từ đó thằng Dũng mới nắm lấy mấy câu khích lệ đầy cao hứng của bố để đòi đi bộ đội cho kỳ được. Thực tình thì ngày ấy trong nhà đã có thằng Hùng, thằng anh đang ở lính, nó xung phong đi là chính chứ có ai bắt, và ngày đó một mình mụ Huệ không làm sao mà ngăn cản, cầm chân cầm tay cái thằng Dũng của mụ. Chính vào lúc này lão cúng cũng phải tự gồng mình lên để cố giữ lấy trong người lão cái ý nghĩ rằng thằng Dũng đã hy sinh vì tổ quốc. Cái ý nghĩ ấy như một tấm ván lát cầu ao đã lâu năm vừa nhúng nhảy vì mỏng manh lại vừa hay trùng triền. Lão chỉ lơ là một chút, lãng quên đi những điều tâm niệm thiên liêng chỉ một chút là lập tức xỉ chân xuống và nỗi đau khổ gấp trăm vạn lần sẽ lại vò xé lòng lão với tất cả nỗi niềm âm thầm của cái sự thực trần trụi và đơn giản. Trong một tháng chốc, lão đâm ra sợ cả chính mình, như một con chiên sợ đánh mất đức tin lão đã đánh mất đứa con, lại đánh mất luôn cả những ảo ảnh về nó. Con ơi, giá những ngày còn sống con mặc bộ quân phục chụp gửi về cho bố một bức ảnh. Để bố bày lên bàn thờ của con lúc này bố sẽ xuống phố cầu giác thuê người ta phóng đại, tô màu, cái bức ảnh sẽ mãi suốt đời đem đến cho bố nổi khoay khỏa và niềm vinh dự. Hiệu ảnh ở dưới ấy thiếu gì mà bố cũng thiếu gì tiền. Hồi ở nhà mày hay trêu bố keo kiệt nhưng trong cái việc này, phóng đại, tô màu một bức ảnh anh bộ đội đã hy sinh ở trong nhà. Chương 2 Lão lục lung tung mớ giấy má của gia đình cất trong một đoạn ống mương có nắp đậy và vẫn còn giữ được nguyên vẹn cả một đoạn dây đeo bằng bã có thể tròn qua vai, vật còn lại của quãng đời nông ngư sam bán thỉnh thoảng, đi nghề, ra biển đánh cá, trong những năm lão hãy đang còn trẻ trai ở dưới làng khơi. Bỗng lão cúng sực nhớ ra chiếc ba lô của thằng Dũng do anh bộ đội người Thanh Hóa đã mất công phu khoác về từ bên nước Campuchia cho gia đình lão, Mấy ngày nay lão đã cẩn thận đem cất trong một cái chung đựng khoai lang khô tận trong buồn vợ và lão quên khoái đi. Lão vội vã chạy vào trong buồn mụ huệ ôm cái ba lô ra nhà ngoài. Lão tin chắc thế nào cũng tìm thấy một bức ảnh của thằng Dũng thật đẹp, thật oai phong, đàng hoàng, trong bộ quân phục mới là thẳng nếp. Nhưng lão cũng chỉ thấy dội lên tận đáy lòng một nỗi đau xót tận lúc này lão mới có dịp nhìn kỹ cái kỹ vật vô cùng quý báu của đứa con đã chết để lại cái ba lô sao mà bẩn thiểu, rách rưới, y như chiếc đẩy của đứa ăn mày, không cầm lòng đặng lão bật lên một tiếng khóc hu hu, kêu lên một tiếng rồi im bặt, lẳng lặng lôi các thứ đựng bên trong ra. Chẳng có gì ngoài vài cái quần, cái áo bộ đội cũng đã cũ rách và hôi hám như chiếc ba lô, một mẫu sắc tây hình tròn chạm hình một vũ nữ Campuchia cha đứng múa uống éo, cùng với một đôi đũa mà chắc con lão đang vót dở bằng một thứ gỗ gì đó hết sức lạ lùng, thớ gỗ nhỏ miệng và rắn như đá màu đỏ sậm. Lão cấp cái đẩy lính vào bên nách, xăm xắm bước ra ngõ. Trên dọc đường lúc băng qua ruộng lúa qua xóm, lão chả thèm nhìn ai, gần như chả trông thấy ai, người ta chào hỏi, lão cũng làm thinh. Lão đi thẳng đến trụ sở xã. Hai dãy nhà nằm theo hình thức thợ cửa giả mở toan, cả nếp nhà trên đứng trên bậc thềm cao lẫn dãy nhà dưới chất một đống cây lạc, đứng ngoài ngó vào chỉ thấy những chiếc ghế băng cùng với những cái nồi nhông đựng bã chè xanh vứt lăn lóc, một cái mặt người vừa mảnh vừa khô như chiếc lá tre rụng ló ra giữa đống cây lạc. Lão cúng nhận ra ngay là lão kẹp chồng mụ hái, giữ chức trách giao thông của Ủy ban Kim Đóng, mở cửa trụ sở. Trông thấy chồng mụ hái, không biết nghĩ thế nào lão cúng liền quay ngoắt trở ra và cứ thế hai chân bước thẳng một mạch trở về nhà. Vứt cái đẩy lính bẩn thiểu ra giữa thềm, lão chạy vào nhà sách ra chai rượu trắng cùng với hai chiếc chén. Lão rót đầy cả hai chiếc chén, nhóm những ngón tay đẩy về phía trước mặt một chén, miệng lầu bầu. Uống đi, con. Ngày xưa bố cấm mày nhưng rồi mày vẫn uống, hút xoàm xoạp như hút canh rồi nhăn răng ra cười, rồi sặc, rồi nói năng lung tung với mấy đứa em, từ đấy mẹ mày đe tao, từ mà bây giờ thì chắc mẹ mày cũng chẳng đe tao nữa. Bố cũng chẳng cấm nữa. Uống đi, uống đi con. Chừng như lão đã say. Ngồi tựa vào bậc cửa ngay trước giải thềm nhà, lão cầm mân mê trên bàn tay khô rám của lão đôi đũa mà con lão đang vót dở ừ một đôi đũa dùng ăn cơm cũng như đũa con lão dùng ở nhà nhưng đây là một đôi đũa vót bằng cái thứ gỗ màu hồng rắn như đá thớ gỗ mà y như thớ đá dày nhỏ mịn và lão nghĩ đến cái đất nước campuchia cha lạ lẫm có thứ đất mọc lên giống cây gỗ lạ lẫm này ở đấy con lão đã chiến đấu và ngã xuống giữa lúc ấy mụ hái từ dưới bếp đi lên trông thấy cái người bố đau khổ đang ngồi gục đầu xuống đầu gối đôi đũa bằng gỗ hồng sắc để rơi dưới chân, bỗng lão cũng như bừng tỉnh ngủ ngước lên nhìn người đàn bà bằng hai con mắt trống rỗng vàng đầy tia máu từ đó những giọt nước mắt rơi xuống lã chả. Ông khúng à, mụ hái ngồi xuống bên cạnh lên tiếng an ủi lão, cháu Dũng dù sao cũng đã mất. Tôi biết là cái việc này nó nhọc lòng lắm. Ông chỉ mới có một lần đi qua cái cầu này chứ tôi với ông kẹp đã đi qua đến ba lần. Tôi đã mất đến những ba đứa con. Nghe mụ hàng xóm nói đến đấy, lập tức lão nhổn dậy, hai con mắt vàng đỏ ghé sát tận mặt mụ hái, lão méo máu, quát tướng. Ba đứa con của mụ cũng không bằng một đứa con của tôi. Hừng, nói vậy mà cũng đòi nói. Ba Những chiếc móng bò gieo xuống chậm rãi, có phần quá chậm rãi đến lề mề nhưng đều đều trên nền đất cứng của vệt đường vặn vỏ đổ. Lão cúng chợt trùng mình vô cớ có lẽ bởi lão thấy đêm vẫn bát ngát và sâu hút chẳng có vẻ gì đêm tối của cõi dương gian cả con khoan đen và chật biết đâu đấy cả lão đang đi đến chỗ chết lão biết thế còn con vật có biết không nhỉ chắc là nó biết lão khúng nghĩ sống gần trọn một khúc đời nhọc nhằn nhất của lão trên vùng rừng với con vật lão khúng cũng không hiểu hết nó con vật bầu bạn chả biết nó thông minh hay ngu si người ta bảo ngu như giống bò thật không đúng một tí nào bởi lắm trường hợp nó còn hiểu ra được đôi ba điều trước cả lão lão chưa kịp hiểu ra nó đã hiểu nhưng nói chung thì ngu một sự ngu si đần độn cố hữu đầy hoang sơ và chả có gì đáng chê trách thậm chí vì thế mà lão cũng càng yêu nó vì sự ngẩn ngãn khờ khạo con vật thân quen của lão giống như một đứa trẻ thơ chẳng bao giờ lớn không lên được mặc dầu cái xác to kềnh càng chiếc xe lắc một cái mạnh lúc bấy giờ cuộn tròn mình trong tấm áo rét bằng dạ cướp ngựa đã sờn cũ lão khúng chợt nhìn thấy một ngôi sao xa ở mép trời thật ra lão không nhìn thấy ngôi sao lúc trước đấy và sau đấy mà chỉ nhìn thấy ở cuối chân trời đàn tây chợt lóe lên những đống lửa bùi nhùi rơm rồi tắt ngấm mất hút lão cố tìm nhưng không thấy còn để lại cái gì cả phải không như thế là điềm báo vừa mới có một người chết trên mặt đất mênh mông vô tận này có ai vừa mới chết hoặc sắp chết Ngôi sao vừa xa xuống đó chắc hẳn không phải là điềm trời báo hiệu rằng con khoan đen nhà lão khúng sắp tử. Lão tin chắc chắn như thế, bởi lẽ Nam Tàu, bắt đổ họa là có rỗi rảnh lắm lắm mới làm cái việc ấy. Mà cũng không bao giờ người ta ban đặt ân cho con khoan đen cả một ngôi sao chiếu mệnh, mặc dù nó đã có công cày vỡ bao nhiêu là đất cát, điều ấy chỉ có lão khốn mới biết. Hay ngôi sao xa vừa rồi là ngôi sao của con lão, đấy là vệt đường đi về cõi trời của một người anh hùng cứu quốc của chính thằng dũng cầm súng chiến đấu ở bên chiến trường campuchia cha cũng chắc không phải lão nghĩ tiếp trên thực tế thằng dũng đã chết một năm rưỡi nay rồi cơ mà hay là điềm trời báo trước cho lão biết lão sắp chết tự nhiên lão lo quýnh lên hai bả vai và tấm lưng rắn chắc cựa quậy hoài hủy trong tấm áo lụa lâu nay lão hay ho hay nhức xương lại hay nằm mê mà toàn nằm mê gặp người chết mà tính nết thì hay quên hay lú lắm khi ăn rồi lại bảo chưa, trời vừa chập tối cứ ngỡ sắp sáng, dục giả con gái trở dậy đi làm cứ toán lên khiến trong nhà rối tinh rối mù. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, lão cũng thấy bình tâm hơn, bởi một anh nông dân suốt đời đi sau mông con bò như lão thì cái thá gì mà cũng đòi có một ngôi sao ứng mệnh ở tận trên trời. Có mà đến Tết. Ngồi theo đảnh trên cái càng xe bò, tự nhiên lão cũng tự thấy ngượng nghịu, tỏn tẻn vì đã đề cao cá nhân mình lên quá mức y như cái lần ông bời cứ bắt buộc lão lên ngồi ghế chủ tịch đoàn trong đại hội nông dân xã rồi lão chặt lưỡi một cái thật kêu cái lão cúng này thiết đếch gì sao với lại chả trăng cho cái mặt trời ông cũng đếch thiết nữa là lão chỉ thiết cái mặt đất ở dưới chân với mảnh ruộng vỡ hoang được thuộc sở hữu gia đình lão tuy thế lão cúng vẫn ngửa mặt lên trời trọi mắt lục tìm khắp bốn phía chân trời với một sự tò mò vừa kính cẩn vừa có ý khinh suất Lão ngắm kỹ lưỡng một vài đống sao sáng xanh, những vì sao to nhất, sáng nhất, và lão đinh ninh đấy là những ngôi sao định mệnh của các vị vua chúa hoặc lãnh tụ. Chao ôi, cả một trời sao trên đầu, càng nhìn càng thấy lắm, trong khi ấy thì ở dưới mặt đất vào lúc này dường như chỉ có một mình lão và con bò đang thập thỏm, mò mẫm đi giữa mặt đất bao la và tối tăm. Bất giác trong khi vẫn ngửa mặt lên trời hứng bóng tối dày đặc và một làn gió đêm lạnh buốt, bỗng lão không kìm được, tự nhiên bật lên một tràng tiếng cười khùng khục từ trong cổ họng, khiến cho con bò đang đi phải dừng lại. Lão không dùng roi mà đưa tay đét một cái vào giữa cái chỗ uống vòng lên của cuốn đuôi con vật. Đi, đi. Không có việc gì cả đâu, lão vẫn tiếp tục cười khùng khục và đàm đạo với con vật bạn đường, đi đi, không phải tao cười mày. Hì, hì, tao đâu dám cười mày. Đấy là tao đang cười những ông sao trên trời vua chúa hoặc đại thần danh tiếng của thời nay cả đấy. Họ đang sống cả đấy. Ngôi sao mà chúng cứ ngỡ mình đang soi sáng mặt đất, không có mình thì mặt đất biến thành hũ nút, hàng nghìn, hàng triệu người mở mắt cũng không nhìn thấy lối mà đi. Vậy mà khổ chưa kia, không biết cơ mang nào là sao, có ít ỏi đâu, các chư vị đang thi nhau nhấp nháy, đang toát mồ hôi hột ra để rạng ra ánh sáng như đàn bà rạng đẻ, không phải một ông mà nhiều ông, cả một trời sao đang chiếu sáng thế mà mặt đất thì vẫn tối thui tối mò thế này, con đường chúng mình đi xuống chợ giác vẫn tối như hũ nút thế này. Ấy thế mà mới tài tình chứ. Lão đã nghiệm thấy lão và con bò đi đêm nhiều nhưng chưa bao giờ lạc. Không phải chỉ trên mặt đất mà lão cũng cảm thấy trong cái đầu ngỗ ngang đầy ý nghĩ của lão cũng tối mò mò, chỉ được một điều là lão có hai con mắt do ông trời cho tinh như mắt cú, có thể đi trong tối. Lão, một anh nông dân suốt đời đi sau con bò vạch những luống cày trong đêm tối. Một lần nữa lão quay nhìn về phía ngôi sao vừa tắt, vừa rơi tỏm vào bóng tối như đống lửa trên đầu que đóng hút thuốc lào. Lão phỏng đoán có lẽ đây cũng chỉ là một ngôi sao bé bé, vừa phải, hay đấy chính là ngôi sao chiếu mệnh của đồng chí bí thư huyện ủy nổi tiếng vừa mới đây đã thôi ngồi chiếc ghế ấy. Quả có vậy thực thì đáng buồn thay và có lẽ đấy là luật lệ mới ở trên đời người có chức quyền không còn giữ được chiếc ghế nữa thì sống cũng như chết, ngôi sao chiếu mệnh cũng tắt. Thực tình mà nói, tận cho đến lúc này lão cúng cũng không hiểu mình yêu hay ghét, ưa hay không ưa cái con người quyền uy lớn nhất huyện, quen thân với tổng bí thư đảng đồng thời lại rất thích lão cúng, coi lão như bạn. Về phần lão cúng, mặc dù ông bời lúc nào cũng tỏ ra thân mật, bình đẳng nhưng riêng lão cúng bao giờ cũng để một khoảng cách với kẻ bề trên. Tuy vậy, lão cúng cũng có phần bái phục con người ấy, đầy trái ý, đầy hoài nghi nhưng vẫn phải bái phục. Con người lãnh đạo ấy xuất thân là dân buôn bò, cũng là anh nông dân từ chỏng tóc đến gót chân như lão cúng vậy mà không bao giờ thèm nghĩ những điều nhỏ mọn, tủng mũn như lão cúng. Lão bời toàn nghĩ những cái to tác phải dùng tới hàng trăm hàng nghìn người làm cực lực với những cờ quạt trưng ra rợp trời. Lão thích đông người, thích náo nhiệt, rất lãng phí sức người, làm hỏng cũng nhiều mà làm được cũng lắm. Cái gì lão làm được, dân đều biết cả. Lão cũng nghĩ, rồi cũng khó tìm ra một kẻ thay thế được lão bời, lão không tham vặt, khó có người hiểu nông dân và lợi dụng tâm lý nông dân giỏi như lão, một con người lãnh đạo dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn đi, luôn luôn nói, luôn luôn bày ra việc để làm, mà toàn bày ra những việc to tác, vĩ đại, lão cũng nghĩ một cách bái phục lão bời đó là một con người mà mọi điều không dạy trong công ăn việc làm sẽ còn khuấy đảo sự làm ăn no đói của hàng vạn người trong nhiều năm về sau này nữa tôi cũng khiếp quá nhất là thời gian lão tiến hành đại cơ khí hóa nông nghiệp toàn huyện lão đã xóa tên các làng xóm ba xã đem gộp làm một xí nghiệp đền chùa miếu mạo bị dẹp đi và không biết lão lôi ở đâu về mà nhiều máy móc đến thế máy móc bò trên đường dưới ruộng như cua trâu bò tưởng đã trở thành kẻ thất nghiệp nhà cách mạng thường trực trong cái hồi ấy lúc nào cũng như một cái chảo nước đang sôi hễ thích làm gì là làm làm bất chấp tất cả mà toàn chỉ thích làm những việc đảo lộn cả trời đất người lãnh đạo huyện xuất thân cùng tầng lớp với lão cúng ngày đêm lúc nào cũng chỉ nhằm cách cái mạng của người dân quê muôn đời nghèo khổ trong những năm này vi tính ông bời tăng vọt lên ai cũng sợ bởi gần như đã trở thành kẻ gần gũi người thực thi mọi ý đồ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn của các cấp ở trên cao. Từ thuở Hàng Vi khi đang còn làm chủ tịch huyện ông Bời đã thích kết thân với Lão Cúng. Lão Cúng thấy cũng là một sự lạ đời, ông chủ tịch huyện thỉnh thoảng đánh xe con lên rủ Lão đi chơi lang thang ở đây đó và trên dọc đường bắt buộc Lão phải tranh cãi với ông về một chuyện gì đó. Từ thì có khó gì, và Lão Cúng sợ gì, Lão đã tranh cãi những trận kịch liệt với người lãnh đạo huyện cả hai mặt đỏ gay gắt sùi bọc mép mà không phân thắng bại trong mọi chuyện về sau khi đã ngồi vào ghế bí thư thì ông chủ tịch huyện không làm cái trò chơi dại ấy nữa có người lãnh đạo nào lại thích sự phản bác trái ý ngay từ ngày đầu lão cúng cũng đủ khôn để biết thế cho nên thực ra lão cũng chỉ tranh cãi giả vờ không bao giờ lão chịu nói ra ý nghĩ thực của lão với chủ tịch huyện mà cũng chính vì thế cho nên mối dây quan hệ bè bạn giữa lão với người cầm quyền còn giữ mãi được đến tận bây giờ. Tuy thế, trong con mắt nhìn của lão cúng đó là những thời kỳ mà con người ấy thật đáng mến vì người ta còn ít sợ. Ngày ấy ông bời rất mê con khoang đen, ngày ấy ông bời đang còn biết yêu trâu bò, súc vật. Vừa ngủ gà ngủ gật, lão cúng đang nhớ lại những năm hòa bình mới chống Mỹ xong, cả huyện đang súng vào xe cắt làm đại công trường thủ công xây dựng đồng muối Quỳnh Thuận để cứu đói cho mấy ngàn dân biển. Trâu bò trong toàn huyện đã kéo về tập kết ở đấy, mà ông bời đặt tên là cuộc hội quân lớn về sức kéo. Phải, hồi bấy giờ thằng Dũng hãy còn nhỏ, là một đứa chú nghịch ở trong xóm, con khoan đen tuy đã đẻ vài lứa nhưng trong vóc dáng bề ngoài còn là một ả gái tơ đầy quyến rũ và cũng không hiểu sao y như thường xảy ra với những người đàn bà đặc biệt hấp dẫn đàn ông những lão bò được đầu đàn đầy hung dữ của ngoài chục xã cứ lăn xả vào mà hút nhau, trượt nhau, gây ra những trận kịch chiến khủng khiếp để quyết giành lấy con khoang đen cho kỳ được. Cũng từ ngày sinh ra đời chưa bao giờ con khoang đen và thằng Dũng được sống dưới bầu trời rộng rãi và náo nức là thế, trong một khung cảnh lao động lãng mạn là thế, một công trường thủ công, đúng như tên trong các sách vở của Mát thường nói và chủ tịch bời là người đã có công biến thành sự thực nhãn tiền, khắp mọi xó xỉnh trong cả huyện, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con được điều về đông nghìn nghiệp, người đã đông mà trâu bò lại càng đông hơn, dân các xã cùng trâu bò trước khi kéo quân về. Đã được phiên chế thành cơ ngũ, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn đâu ra đấy với các vị tư lệnh cùng chính ủy, kèn tiến quân, kèn lui quân, trống cái, trống ếch, cờ đuôi nheo, cờ lá chuối, cờ rước thần, cờ đỏ sao vàng, những phù hiệu cấp chức bằng vải, bằng giấy loè loẹt trên các bả vai và ống tay áo, loa phóng thanh từng buổi, từng giờ vang vang công bố cho toàn công trường những kỷ lục năng suất. Sau ba tuần lễ tắm mình trong không khí đại công trường, hai cha con lão cúng cùng con bò được trở về nhà. Hai cha con cùng với con vật về đến Trung Ách thì gặp chiếc xe của chủ tịch huyện cũng đang ngược dốc đi lên. Lúc bấy giờ lão cúng trên dọc đường đang cáo. Lão đang tiếc của đến đứt ruột cho nên cáo gắt ầm ỉ, ông bời phóng xe con mang ca vượt lên trước ngoái về sau trông thấy một lão già xương sẩu và gân quốc từ trên chiếc xe bò bánh lốc nhảy xuống vừa lớn tiếng mắng mỏ thằng con trai đang ngồi đực mặt trên càng xe. Chủ tịch bời gà lên một tiếng, vui vẻ lập tức nhận ra cái con vật đang đi nhẫn nhơ phía trước càng xe như một vũ nữ. Ông nhận ra đó là cái ả đàn bà đã từng gây náo loạn dưới đồng muối, con bòn cái khoang đen bất trị. Những đoàn xe chở các dài dằn dặt từ dưới biển lên đang xếp hàng đi đứng có hàng ngũ bỗng chỉ cần cái ả đàn bà với bộ cánh màu đen loan lỗ này xuất hiện hoặc từ rất xa thốt lên một tiếng ngò, hàng hàng là lập tức hàng ngũ đoàn xe bị phá vỡ không có cách gì thiết lập lại trật tự quân sự. Chủ tịch huyện bảo cậu lái xe con dừng xe giữa trung ác. Vốn xuất thân là dân buôn bò cho nên ông có con mắt sành sỏi. Chả trách, Chả trách ông chủ tịch huyện đi sát lại bên con khoang đen với một nỗi đam mê của tay buông bò khi đã bị quyến rũ không dứt ra được, cũng không kìm được lời tấm tắc khen ngợi phải thốt lên thành lời. Máu mê dân buông bò sống lại trong ông chủ tịch huyện, ông đi thêm mấy vòng để nhìn kỹ dung nhan phía trước mặt, càng nhìn càng ưng ý không thể chê được một nét gì. Chao ôi, nó đẹp quá, một con bò cái đẹp như Tây Thi, Ông bời cuối cùng thốt kêu to lên như thế rồi quay sang ngắm bố con người chủ bò và chiếc xe bò. Lão cũng đã thôi không mắng bỏ thằng Dũng nữa nhưng lão vẫn tiếc của đến đứt ra từng khúc ruột, lại thấy ức như bị bò đá vì thằng con lão và cả lão nữa đã lơ là, để chúng nó tháo mất bộ díp xe. Cả một bộ díp ô tô mà lão đã phải cất công ra tận thủ đô Hà Nội, cả nhà ông chú ngoài đó phải xoay trần ra mới lùng được cho lão cùng một lúc đồng bộ cả ổ bi, trục so, bánh lốc, vậy mà chúng nó ăn cướp mất của lão cái bộ giết bằng thép. Biết bao giờ mới tậu lại được cho nổi. Lắm khi có tiền cũng không sắm được. Cho nên từ sáng đến giờ, từ lúc xuất phát ra đi để trở về nhà mỗi lần lão đi qua một quãng đường dốc gập ghềnh, lão lại nhảy xuống chổng mông lên trời vừa cáu gắt nhặn xị vừa mắng mỏ thằng con trai, vừa dương mắt nhìn vào cái khoảng trống để lại dưới sàn xe, một cái khoảng trống do bàn tay bọn ăn cắp để lại kỷ niệm cho lão nơi cái bộ díp ô tô tải đã bị ăn cắp mất, nơi tán cái mã bố chúng nó đấy. Dù sao thì việc ông chủ tịch huyện ngay giữa đường phải dừng xe lại để ngắm con vật nhà mình cũng làm lão cúng phần nào vơi đi nổi khổ tâm vì cú mất của quá sót. Vượt qua đoạn dốc cuối cùng của trung ách, lão cúng và nhà cầm quyền sống vai nhau đi bên chiếc xe, người nào cũng tỏ ra không kém phần thông thạo trong khi bình phẩm tướng mạo và nhan sắc của con vật. Nhưng khi ông chủ tịch huyện Lân La hỏi sang cảm tưởng những ngày lao động xã hội chủ nghĩa đầy náo nhiệt vừa qua thì cái nỗi xót ruột bởi chuyến đi mất của lại đùng đùng trỗi dậy giữa cuốn ruột cái lão và nông dân. Công trường với lại công triết, toàn một lũ ăn cắp. Ông chủ tịch huyện đã cảm thấy bị xúc phạm, da mặt đỏ gay, tuy vẫn cố kiềm giữ. Sao thế? Có việc gì thế hả ông lão? Toàn một lũ ăn cắp. Ông coi, Chúng nó tháo mất của tôi cả một bộ díp, lão cúng càng cau mặt lại, quân ăn cướp chứ không phải là ăn cắp nữa, cái quân công trường ấy. Chủ tịch bời thường ngày đã không thể nghe ai nói một lời đụng chạm đến cái công trường kiến thiết nại muối. Chả lẽ ông nở, nói đến vậy, hả ông lão? Thưa ông, mất cấp thì tôi nói mất cấp, mà rõ ràng là mới mất đêm qua, ở dưới công trường. Đúng chứ? Chẳng lẽ bằng chừng này tuổi đầu, không mất tôi lại nói mất biết vậy biết vậy ông người xã nào ở vùng trên này vậy hả hùng tráng tên ông là gì ông hỏi để làm gì tôi tên là lão cúng ai cũng biết chủ tịch huyện tròn xoe mắt ông ông chính là lão cúng ở hùng tráng đấy ư phải nào cho chủ tịch huyện bắt tay ông cúng một cái đã nào Ông bời mặt mũi hồ hởi, hai chân đi ủng dậm lột bột xuống mặt đường, ngó người đối thoại đầy tò mò và kính cẩn như ngó một người đã có công khai sơn lập địa của thời hồng hoang vừa mới hiện về đang đứng trước mặt. Hai tháng sau, vào thời vụ cày vỡ đất của Hùng Tráng, tháng vất vả nhất của trâu bò và người đàn ông trong gia đình, ông bời đánh xe lên thẳng nhà ông khúng, tuyên bố sẽ ở nhà lão khoảng một tuần lễ để học cách làm ăn, nói theo chữ chính trị là ba cùng, nghĩa là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với gia chủ. Lão cúng ban đầu đã chả tin một tí nào. Và cả nhà lão cứ sớm sát, lo sợ, tưởng lão vừa mắc vào cái tội gì to tác đến nỗi ông chủ tịch huyện phải thân hành đến tra xét. Mụ Huệ vội vã tuồn những chiếc bong bóng lợn chứa đầy rượu lậu giấu dưới đáy mấy cái chung ở trong buồng mụ sang nhà hàng xóm để giấu. Bữa cơm đầu tiên, mụ Huệ xua được một con gà mái vào nhà bếp, túng lấy hai cẳng, đã toan cắt tiết thì lão cúng giơ tay ngăn lại, thường ngày nhà mình ăn thế nào thì dọn cho ông khách ăn vậy như thế mới là ba cùng lão giải thích ý nghĩa công việc của vị khách cho vợ hiểu nhưng mụ huệ vừa thả con gà ra lão đã chộp lại đề nghị mụ cứ cắt tiết chật phàm là con người ai chả thích ăn ngon chưa thể biết rõ hết mục đích lão đến ở nhà mình để làm gì thì hãy thích lão một bữa cơm thịt gà cái đã một ông chủ tịch huyện chứ có phải ít ỏi đâu ấy mà biết đâu lão đến ở nhà mình cũng có thể làm cho lão nên danh nên giá, và nhà mình cũng nên danh nên giá. Sự đời đôi khi có nhiều cái lạ lắm. Lão nghĩ trong đầu và mỉm cười. Thế là suốt một tuần lễ, mọi sinh hoạt trong gia đình lão cũng bị đảo lộn lên hết. Từ thằng bút, hồi bấy giờ chưa đầy năm, đang men bờ hè tập đi cũng trở nên nhút nhát, lúc nào cũng nem nét, lấm lét, suốt cả ngày rút dưới gian bếp với mẹ, dương hai con mắt mở thao láo nhìn ông khách lạ mới đến ở trong nhà cái nhìn đầy thù nghịch cả hai vợ chồng lão cúng cố tạo bầu không khí tự nhiên như cả xóm vẫn cứ phải để con mắt tọc mạch nhìn vào cái ngôi nhà ngói có cây vối trước ngõ ở đấy đang diễn ra một sự kiện đầy lạ lùng ông chủ tịch huyện không ngồi con mang ca giơ tay vẫy quần chúng đang cày quất hai bên đường cũng không diễn thuyết thao thao trên bục gỗ của nhà hội trường huyện cũng không khề thà ăn tiệc đánh chén mà lại sắn quần lên tận bẹn cùng sát vai bên cạnh cha con lão cũng làm lụng quần cuộc từ sáng đến tối. Đã thế lại còn đòi ăn uống tham khổ, mụ Huệ bưng lên một cái mâm gỗ có hai cái bát, hai đôi đũa cho chồng và ông thách ăn riêng thì ông thách lập tức bưng xuống nhà bếp, tự tay lượm một cái ghế con đến ngồi bên một góc cái mương tre, hòa mình giữa đám con nhỏ vô cùng đông đúc của nhà chủ, cùng ăn những bát khoai lang khô thái lát chỉ dính vài hạt cơm làm phép như chúng lão cúng và cả mụ vợ đã lấy làm bực bỏ lắm như thấy con mắt người ngoài một kẻ cao sang lúc nào cũng nhìn soi mói và tận đáy bát cơm nhà mình và bàn tay thò vào cuộc sống hàng ngày của mình dù không ăn cắp ăn trộm của ai nhưng cũng như mọi người vợ chồng lão cúng cũng không muốn người bên ngoài biết hết những cái không cần biết của nhà mình kể cả những cái sự nhếch nhác túng đói cũng như cái sự sung túc no đủ kể cả những cái sự sống thực với nhau lặt vặt hàng ngày ở trong nhà Tất cả những cái điều riêng Tây đó, ông bời không hề biết và ông chỉ lấy làm bằng lòng về mình vô cùng. Ông biết rằng chẳng chóng thì chầy những hành vi của ông ở đây sẽ loan đi trong khắp huyện, khắp tỉnh, được những cái miệng cán bộ lẫn dân thường bàn tán đến nát ra. Ông đã nghĩ rất đúng, trong cả huyện, ông chọn nhà lão cúng để đến ở, đây là dinh lũy cuối cùng của sự làm ăn cá thể và chả biết ông nghĩ thật hay ông nghĩ đùa, ông phải biến lão cúng thành một con người mới xã hội chủ nghĩa ông tự giao cho mình công việc ấy như một nhà truyền giáo tự nguyện dấn thân vào vòng nguy hiểm và đầy cam co. Mặc cho ông chủ tịch huyện lợi dụng mọi hoàn cảnh để lùa lão Khúng vào vòng tranh cãi với ông về lý luận hai con đường, lão Khúng bao giờ cũng cố nín lặng lắng nghe ông chủ tịch nói một câu cung kính, cố giấu cái lưỡi thật kín để đừng dạy dục thốt lên cái câu tôi gần 10 đứa con vào hợp tác xã để mà chết đói à, đã lấp ló ở cửa miệng. Phải nói rằng hồi bấy giờ trong cái tuần lễ đầy trọng đại ấy cả gia đình lão cũng chỉ có khoan đen là kẻ dám ra mặt trò chuyện với vị khách một cách sòng phẳng thẳng thắn mặc dầu thiếu tinh thần lịch sự tôn trọng khách chưa một lần nào ông bời đặt nổi cái ách lên lưng nó và một lần nó đá vị chủ tịch huyện một phát vào giữa bụng khiến cho ông ta ngã bổ nhào úp cả khuôn mặt phương phi đầy cởi mở vào giữa đám ruộng Lúc bấy giờ mày còn nhớ không, tự nhiên lão cũng nói to thành tiếng cho con bò đang bậm bạch đi phía trước nghe được, tao đã phải vội vàng chạy lại giơ hai tay nâng ông chủ tịch huyện dậy rồi sau đó nhặt chiếc roi cày từ trong tay ông ta vừa văng ra, tao đã quất cho mày một trận. Có ông trời ở trên đầu chứng giám, ăn ở, làm lụng với nhau cả một đời, có bao giờ tao nỡ đánh mày một roi đâu, thịt da của mày cũng là thịt da của tao, đúng sự thật là thế, mày đau tức là tao đau, vậy mà lần ấy trước mặt ông chủ tịch huyện đang nằm ôm bụng quằn quại, miệng kêu hừ hừ, ngay giữa luống cày, tạo đã nở lòng trở đầu roi cày để đánh mày, đánh thật lực, tay đánh miệng chửi, bới, nguyền rũ không còn sót một thứ lời lẽ độc địa nào nữa. Cũng phải nói thêm, lúc ông chủ tịch bị mày chơi cú đá hậu, cái thằng Dũng đang đứng trên bờ đừng có nhăn răng ra cười, hình hệt đầy khoái chí một cách vô ý thức đến thế, thì chưa chắc tao đã phải đánh mày nặng tay đến như vậy có phải không, cái thằng Dũng đến là ngu. Nó trẻ dại chưa biết cách cư xử. Đáng lẽ những lúc như vậy dù tức cười đến vỡ bụng cũng phải miếng chặt miệng lại. Đừng có bao giờ cười cợt chế nhạo cấp trên. Người ta đường đường là chủ tịch huyện. Không biết trước khi chết, cái thằng con của lão có khôn ngoan hơn lên được tí nào không? Nhưng cái tính khí thẳng ruột ngựa của nó cũng là tính khí của mình hồi trẻ, của cái lão cúng ngất ngưỡng này trút sang cho nó từ trong máu thịt. Bây giờ nó ở đâu cái thằng dũng vô ý vô tứ ấy, bây giờ con đang lang thang ở đâu? Gần sáng lão cúng đã ngủ quên mất. Sương rơi những hột to bằng hạt ngô, Lột bột bên móng vuốt của con khoang đen khiến con vật cũng thấy con cống dưới chân và nó phản ứng lại bằng cách đi nhanh hơn. Phía biển ngập chìm trong sương trắng, thỉnh thoảng xuất hiện dăng dăng một hàng hạt cườm lóng lánh trong thoáng chốc rồi lại tắt đấy là ô tô tải chạy thành đoàn dưới đường một vừa đi vào cái khúc ngoặt ở đầu phố cầu giác con đường đồi mang tên dốc bò lăng thầy trò lão cũng đang đi sắp phải vượt qua một cái chuông ngắn thuộc vùng đất của một cái hợp tác xã miền xuôi vừa mới lên chắc chắn đất vừa mới được cày vỡ chiều hôm qua một vùng đất mới cày bát ngát con khoan đen lấy làm sung sướng chung mũi hít hít chỉ có nó mới cảm nhận được đầy đủ mọi hương vị của đất mới được cày lên đang tỏa ra từ hai bên vệ đường lão khúng ban đầu còn dứt tay vào tóc cố chống cơn buồn ngủ đang ập đến giữa trí não đã trở nên tối lại mò mò cũng tại vì tự nhiên thấy đau lưng lão tựa sát vào những bó củi lão thấy thật dễ chịu lại còn nghĩ được lần này vợ lão gửi xuống cho con hương toàn loại củi cành rồi nó sẽ khó bán chả biết bán đến mấy phiên chợ mới hết rồi lão quờ tay sang bên đẩy cái đẩy đựng đầy khoang lan khô lẫn gạo phần ăn của đứa con gái trong nửa tháng tay đẩy nhưng đầu lại tựa vào đấy lão cảm thấy êm ái quá. Có lẽ hoàng đế ngủ trong cung điện cũng chỉ sung sướng đến thế này là cùng, lão nghĩ một cách hài hước, tự nhiên hai tay bắt chéo trước bụng, khép chặt hai vạt áo giả dạ cứt ngựa vào sát thân mình, kệ con khoang đen, kệ mụ già ấy. Sau cái ý nghĩ buông thả, hưởng lạc ấy là ốc lão tối hẳn, không sao tự kiểm soát được nữa. Lão ngẹo đầu về một bên, buông thõng hai tay, miệng bắt đầu ngáy một cách thật ngon lành theo cái điệu ngáy vo vo quen thuộc của lão ở nhà. Lúc bấy giờ con khoan đen đã biết tổng lão đã ngủ tuy nó không quay lại nhìn. Con vật bình thản một mình kéo chiếc xe lên dốc lại xuống dốc. Nếu lão cũng vẫn ngủ tiếp cho đến tận sáng thì con bò vẫn có thể tự lực đưa lão cùng chiếc xe xuống phố cầu giác, vào tận khu tập thể học sinh cấp 3 ở nội trú tận bên kia cầu xi si măng. Nó đã thuộc con đường ấy, qua nhiều lần xuống chợ giác một luồng ánh sáng chiếu sáng quắc từ phía sau. Trong khi chiếc xe tải lao vụt qua, con khoang đen cẩn thận đi sát vào bên đường, nó gần như dừng hẳn lại không bước tiếp nữa. Cái quần sáng lai láng đầy chói chang của cặp đèn pha chiếu từ phía sau cùng tiếng bánh xe lao ầm ầm ngay bên cạnh vẫn không thể đánh thức nổi lão khúng, nhưng nó đã đánh thức dậy giữa giấc ngủ của lão với giấc mơ khủng khiếp khi ở nhà, lão lại nằm mơ, nhưng khác với lần trước, là chính lão bị đánh bằng búa tạ. Chính lão là con bò. Lão tự nhìn mình trong cái thân hình nửa bò nửa người, máu mê đầm đìa mà lão vẫn bình thản y như tuân thủ một cái điều đương nhiên mà trong những khi thức lão không hề được biết. Vẫn bằng cái hình thù gớm ghiếc ấy, lão đang cùng bí thư Bời sóng đôi bước đi trên một dải đất bằng phẳng trên một vùng cao nguyên nóng như rang. Mang thân hình nửa bò nửa người, lão cùng lão Bời đi theo sau thằng Lạc, thằng con trai của lão đang đi khai hoang ở Đắk Lắk ba người cứ ngật ngưỡng đi như người đi theo trên suốt một vùng đất được treo lên giữa lưng chừng trời, suốt một ngày đi không có một chỗ nào có được một giọt nước. Đất dưới chân lão cũng bây giờ là một thứ đất đầy màu mỡ, khô không khóc đỏ như sơn mài, mới được cày vỡ bằng máy, từng làng đất bột màu hồng bay là là dọc theo những cánh rừng tốt tươi, lá cây cứ xanh biếc như vẻ. Đêm tối sập xuống, bóng tối nhẹ như bất và đầy huyền ảo, con bò hóa thân của lão cúng bỗng chốc trở nên say sưa ngây ngất trước hương vị của đất cày đến bây giờ nó đang đứng chỉ có một mình giữa vùng đất cao nguyên đắk lắc mới được bàn tay những người khai hoang cày vỡ và nó thấy chỉ chốc lát nữa trời sẽ sáng và nó phải rời những luống cày để trở về sống trong rừng cây xanh biết kia nó chính là loài thú hoang hay đúng hơn một con vật gia súc đã trở nên hoang dã đã tìm trở lại được cái cuộc sống tự do muôn thuở của nó đến lúc này thì lão cũng tỉnh ngủ Lão lại trở về kiếp sống làm người như bình thường hàng ngày lão vẫn sống, tuy vậy vẫn chưa dứt bỏ được những ám ảnh cảm giác của loài vật do giấc mơ đã để lại giữa trí não. Lão duỗi thẳng chân tay, sờ nắng từng cái bắp tay, bắp chân một, thấy vẫn là loài người nguyên vẹn, lão lấy làm yên tâm. Vẫn nằm ngã đầu vào bì khoai lang khô lẫn gạo đem xuống cho đứa con gái, vốn tính cẩn thận lão lại nắng tay nắng chân một lần nữa, lại còn sờ ra sau mông xem mình có còn cái đuôi hay không, lần này thì lão xác định hoàn toàn không có gì đáng lo ngại, tuy vậy hai mắt lão cũng vẫn không rời cái hình dáng con bò với bốn cái chân đang đi từng bước thủng thỉnh trong đêm vắng phía trước mặt lão, ngay trước con mắt lão. Vẫn y như hình dáng của chính lão, cái hình dáng thật mà chỉ một lần lão vừa được nhìn thấy. Riết xong một mồi thuốc lào, lão trở nên hoàn toàn tỉnh táo, và càng tỉnh ra, càng ngồi suy nghĩ, cái ý niệm lẫn lộn giữa mình và con bò lại cứ trở về lẫn vẫn trong trí óc lão lão nhớ lại cánh rừng ở trong giấc mơ với tòa lá xanh thẫm, cây lim lẫn thông già mọc trên vách đá, những con bò hoang dã đi đứng trên vỉa núi đá đầy treo leo hoặc bình yên gặm cỏ giữa những khoảng rừng bằng ngập đầy nắng. Trong đàn bò kia đã từng có mặt lão, cái dáng dấp thông dong và thư thái nhất trần đời của lão. Chuyện này giá có đem kể lại, chắc chả có một người nào tin. Thế rồi đột nhiên lão cũng đi đến một quyết định đầy điên rồ, lão quyết định giải thoát con vật, tự nhiên lão thấy lão đang làm một công việc vô cùng vô nhân đạo. Cả một đời con vật nai lưng ra kéo cày để nuôi sống gia đình lão, và bây giờ lão đền ơn trả nghĩa cho con vật bằng việc đem bán nó cho người ta giết thịt. Lão thấy lão không còn là giống người nữa chứ còn đâu nửa người nửa thú vật. Một lát sau lão không lên án, tự sĩ vả mình nữa mà chỉ thấy trong người mình một cái nhu cầu đầy bức bách tự giải thoát. Con bò đang kéo chiếc xe đi qua một quảng rừng thưa thớt họ họ lão lên tiếng gọi con vật bằng cái giọng tự nhiên hơi sẵn con bò dừng bước có vẻ nó lấy làm ngạc nhiên lão nhảy xuống đến bên cạnh con vật đặt cả hai bàn tay lên cái cổ sần sùi đang đầy hơi sương lẫn mồ hôi lão vỗ vỗ con vật một hồi rồi cầm cái ách đặt xuống bên cạnh hai chân trước của nó con vật ngẩng cao cổ thè lưỡi liếm lên vai lên cổ lão mỗi lần cái lưỡi mềm và ram ráp đụng vào da thịt Lão lại sững gai ốc, tưởng như con vật đã cảm thấy được lão đang nghĩ gì, đang toan tính những gì, lão đang cởi ách suốt đời cho nó. Lão cúng tự nhiên trở nên vội vã, lão kéo chiếc xe sang vệ đường, đem giấu sang những đám bờ bụi lúc xúc lẫn những tảng đá rồi trở về bên con vật đang đứng đó, nguyên tại chỗ. "Nào, bây giờ thì tao giải thoát cho mày." Lão lầm rầm nói với con vật thân yêu bằng cái giọng hơi cao có, "Mày hầu tao thế là đủ rồi đấy con ạ." À bây giờ thì mày hãy đi đi, hãy vào rừng mà sống. cỏ đấy, cỏ trong rừng thiếu gì, mày ăn suốt đời không hết. khác thì có nước suối. mày muốn sống một mình hay sống trong bầy cũng được. ở đây đi sâu vào bên trong sẽ có một bầy bò hoang. chúng nó sướng như những bà hoàng ông hoàng giữa núi non, cây cỏ, chẳng bao giờ phải kéo cày, kéo xe. hãy đi đi, nào. lão cuộn vào năm ngón tay trái cái dây chảo đã được tháo ra khỏi mõm con khoang đen dùng đầu dây đánh một cái thật đau vào bên hông, bắt nó phải chạy té vào rừng. Con đường đi đến thế giới tự do của con khoang đen thật chẳng khác nào con đường đi đầy. Sau lưng nó, lão khúng lúc nào cũng hầm hầm hè hè dơ cao thanh roi sẵn sàng quất vào mông đến đau điếng nếu nó dừng lại, hoặc ngoái nhìn trở lại. Cuộc xua đuổi cứ thế diễn ra lặng lẽ giữa đêm trường. Càng xua được con vật dấn mình vào giữa rừng sâu càng xa con đường bò lăn ở ngoài kia, lão khúng càng thấy yên tâm, lại thấy có một cái gì khoái lạc tự thỏa mãn chẳng lẽ lão cảm thấy được lão đang xua đuổi cái số phận quá đổi nhọc nhằn của lão ra khỏi đời lão cái số phận nửa người nửa con vật càng đi sâu vào rừng càng dày những thân cây dỗi lâu năm ôm trên mình toàn lá rậm rịt qua hai ba ngọn suối thì đến một khu rừng cũng toàn dỗi mọc trên dãy núi đá rừng tối hơn đây là giang sơn nơi trú ngụ của bầy bò hoang từ ở đây vào những tháng hè nắng ráo những con bò đã từng là gia súc thường nhớ vị mặn của muối đêm đêm lần xuống các gia đình người kinh sụp vào bếp thè lưỡi liếm hối hả lên mặt những chiếc kiền sắt hoặc đầu ông nút có đôi khi vào nửa đêm lắm sao hoặc có trăng sáng chúng kéo nhau từng bầy năm bảy con xuống phá phách hoa màu trên nương của bà con đồng bào địa phương ở bên kia sườn núi đá người ta trình tổ chức phục kích đào hào cắm chông nhưng vẫn chưa bắt được của chúng một con nào cái giống bò sống hoang dã thật tranh khôn cuộc xua đổi đã kéo dài hàng tiếng đồng hồ lão cúng đã mệt nhoài nhưng vẫn chưa chịu cho vật dừng lại nó phải đi thật xa phải bắt nó vào thật sâu giữa rừng thẳm để không còn lối nào trở lại với lão rồi thì mai đây khi trở về nhà lão nghĩ lão sẽ nói thật với mụ huệ lão đã không đem xuống chợ giác để bán mà trên dọc đường đã giải thoát cho nó trả lại cho nó cuộc đời tự do lão đã xua nó vào rừng vào giữa gian sơn của một bầy bò hoang. Chắc hẳn mụ Huệ cũng không mè nheo lão. Mụ sẽ thông cảm với lão, với việc làm của lão. Sau khi xua được con vật sang bên kia sườn núi đá, lão khúng âu yếm chia tay với người bạn đời bằng cách trở đầu roi, cầm trên tay đánh một trận thực lực, tay đánh miệng chửi bới nguyền rủa. Giữa lúc con vật đau điếng, đang quằn quại suýt quỵ bốn chân xuống thì lão khúng đột ngột quay lưng lại phía nó. Không nói thêm một lời nào lão bỏ đi mất hút vào đêm tối lão trở về bên chiếc xe bò khi màn đêm đã nhợt trắng lão biết rằng từ đây trở đi chỉ còn một phần ba đường đất và đường xá cũng đỡ khốn khổ hơn lão xem lại dây chằng những bó củi cùng đống chè xanh trên nóc xe tranh thủ rít thêm một mồi thuốc lào rồi một thân một mình lão kéo chiếc xe ra giữa đường cái tiếp tục cuộc hành trình về xuôi mùi mồ hôi bò khai khai lâu đời phải ra nồng nặc trên cái ách gỗ đang bắt đầu thấm ướt đẫm mồ hôi muối của lão. Trên đầu lão, trời sao thưa ra, ngôi nào ngôi nấy trắng nhật như sắp rơi rụng hoặc đi trốn vào bóng tối hết. Lão kéo chiếc xe lăn bánh lọc cọc giữa hàng đoàn những chiếc xe khác do trâu hoặc bò kéo đang vượt lên trước lão, thỉnh thoảng lại có một đoàn xe sọc chở than hoặc gỗ súc chảy xuống chở giác trong tiếng kêu ken két rất là não nề. Khoảng 7 giờ sáng lão cũng mới lôi được chiếc xe xuống đầu phố cầu giác, Đến lúc này trên con đường số 1 không còn lối mà len chân nữa. Lão cúng tháo ách ra khỏi vai, ngồi xếp bằng ngay bên vệ cỏ của đoạn mút con đường bò lăng đã trải đá răm. Lão ngẩng cao cổ phóng tầm mắt nhìn theo con đường bò lăng cắt ngang con đường số 1 để đi thẳng xuống miền biển. Đấy là con đường duy nhất để lão đi về làng, trải toàn đá lèn ban đêm cứ trắng lông lốc. Lão ngồi xếp bằng ở đấy để nghỉ chân có lẽ đến nửa tiếng đồng hồ, ngay bên vệ đường, sau khi rít một lúc hai điếu thuốc lào cho thông, lão cảm thấy mệt đến đứt hơi nhưng lại khoan khoái vô cùng, như làm được một việc từ trước đến giờ lão vẫn hằng mơ ước nhưng chưa có cách gì để làm. Con người lão lúc này như đã phân thân ra, một nửa đang sống cuộc đời con khoan đen nhẫn nhơ giữa nội cỏ trong rừng thẳm, một nửa đang chính là hình ảnh cuộc sống của lão trong hiện tại, một lão già nông dân đầy nhọc nhằn một mình với chiếc xe bò giữa đường. Phố Cầu Giác, cái phố huyện nổi tiếng sầm quốc đang tưng bừng sống dậy trong phiên chợ. Đoạn đường số 1 chạy qua phố cầu giác kể cả bên này và bên kia cầu dài có đến gần hai cây số. Cho đến lúc này một bên phía lề đường bên kia đã sực nứt mùi thơm của cá nướng cùng mùi tanh tưởi của cá tươi, và một bên phía lề đường bên này đang xông lên ngùn ngụt mùi phân trâu bò, trùng rùng từng đàn bò, đàn trâu, con kéo xe, con đi không, đang đổ tất cả về phía chợ, cái đoàn súc vật cứ phình to ra mãi, lúc nào cũng chụp lấn chiếm hết cả mặt đường. Người ta thấy từ ngã rừng xuống cũng như ngã biển lên, người cứ đùng lên từng đám, từng đoàn, không lúc nào ngớt. Cùng với người là tiếng cười nói, tiếng cãi vã, tiếng bánh xe gỗ rú rít đầy riết nóng và não nề, tiếng đòn gánh kiểu kịp, tiếng trâu bò, nhé ọ, tiếng roi quất vào không khí vi vút hoặc đánh trúng hông trâu bò cứ đen đét. Từ trong cái đám súc vật lì xì đang lặng lẽ cất bước đều đặn bỗng các thứ xe cổ khiến thiên hạ vụt hét toán nhưng bậm trợn nhất, cứ xô dạt hết cả các đoàn súc vật lẫn ô tô tải mà len lên, mà chạy dần dật về phía trước, là những đoàn đàn bà chạy cá tươi từ dưới biển lên. Họ chạy thành từng đám dâm bảy mụ, mươi mụ, mụ nào cũng cao lớn như hộ pháp, váy mụ nào mụ nấy bị xé gần tới đầu gối, yếm áo tơi tả, mà phần lớn ở trần, mồ hôi nhảy ra, họ vừa chạy vừa la hét dẹp đường. Vũ khí tấn công cũng như tự vệ là cặp khuỷu tay lúc nào cũng chỉ ra hai bên lão cúng cố ý tránh xa đám đàn bà, kẻ biển, đang say sưa, chạy cá. Lão sợ trong đà chạy đám, liễu yếu đào tơ, ấy có thể vô ý xô đổ cái xe bò chở củi lẫn chè xanh chất cao ngất ngưỡng, lại chỉ có một mình lão đang ra sức kéo về phía bên kia cầu. Chẳng biết làm thế nào khác hơn là cứ lẻo đẻo theo sát một chiếc xe tải chở đầy lợn đang tiến về phía trước như người dẫn rượu. Như thế chiếc xe củi được an toàn mà lão đỡ mệt. Dù sao thì cho đến lúc này lão đã thấm mệt. Bởi vì càng tiến gần đến cổng chợ, cái đám người và súc vật trên đường càng trở nên quay cuồng mà mật độ càng lớn. Trong một lúc nào đó lão cúng đưa cánh tay áo lau dòng mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt và lúc hai con mắt đã sáng sủa hơn, lão nhìn ra hai bên và phía trước phía sau lão thấy đưa cả một đám đông đúc xám xịt toàn trâu bò già người ta đập đi chợ để bán thịt. Chung quanh lão y như có ai bày ra cái trò gì để trêu lão. Bất giác lão nhìn sâu vào cặp mắt của một con bò đang mệt nhọc bước đi từng bước ẩm ạch, lọc cọc ngay sát bên chiếc xe của lão. Đấy là một con bò được ít nhất cũng đã từng sống trên vài chục năm, con vật gần như đã trụi hết lông, kiếm chảy sát gối, và đặc biệt hai con mắt tuyết nhèm của nó nhìn sao mà cứ hướng vào lão, hai con mắt đầy âm thầm và nhẫn nhục của con vật già nua đang bình thản đi đến chỗ chết. Lão cúng cố xoay sở lôi chiếc xe củi ra khỏi đám trâu bò già đem bán thịt. Chào ông khúng. Mời ông quá bộ vào ăn bát phở sốt vang nào. Lão vừa kéo được chiếc xe ra bên vệ đường, ngước lên đã thấy lấp ló sau hàng cây vông đồng cả một hàng những quầy thịt bò treo dăng dăng cứ đỏ ối cả một quán phố. Người vừa đon đã mời chào lão khúng vẫn không ngừng tay thái thịt. Lão bí mật vừa tay ra véo vào bên mạng sườn đầy non tơ của cô vợ vừa trẻ vừa đẹp đang đứng ngay phía sau lưng, rồi quay ra đon đã, mời chào. Quá bộ vào làm một bát sốt vang thịt bò tươi với bánh mướt nào ông khúng. Trâu bò của nhà đi đâu cả mà ông phải gò lưng làm bò kéo xe thế này. Lão gập lưng kéo chiếc xe đi nhanh qua cái quán phở mà lão chủ quán có quen biết lão từ nhiều năm nay. Nhưng kéo xe qua đoạn phố nào lão cũng chỉ thấy một màu đỏ đầy ghê sợ của những quầy thịt bò treo trên những hàng móc sắt. Dân buôn, lái xe, cán bộ đi công tác, khách vãng lai từ Bắc vào hoặc từ phía Nam ra, mấy ai bỏ lỡ cơ hội mua một ít thịt bò tươi ở cái phố huyện nằm ngay trên đường một cái thị trấn sầm quốc đang khủng hoảng thừa bò cày cũng như bò thịt thậm chí những người có đầu óc làm ăn kinh doanh của địa phương lại đang còn tính toán hùng vốn mua một hai chiếc xe có thiết bị ướp lạnh cái thứ thực phẩm cao cấp ở đây mỗi sáng sớm sẽ được chuyên chở cấp tốc ra hà nội hoặc đi các thành phố đang khang hiếm thực phẩm để cung cấp cho các cửa hàng ăn như một kẻ đang chạy trốn một cuộc tàn sát đầy tàn nhẫn lão cũng hối hả kéo chiếc xe củi sang bên kia cầu. Nhưng bên kia cầu cũng vẫn thấy khắp nơi cái màu đỏ ối của thi thể những con vật kéo cày. Lão trẻ vào một con đường lát đá phiến khấp khỉnh, đi qua một cái nhà thờ đạo đầy vẻ tĩnh mịch rồi tiếp đến những dãy bức tường gạch sức mẻ của nhà kho hợp tác đã bỏ hoang phế. Ngôi trường cấp 3 mà con gái lão đang theo học lớp 12 đây rồi, đập ngay vào cảm giác lão là một sự bình yên của không khí nghiêm trang của các lớp đang giờ học khiến cho lão trở lại bình tâm được đôi chút. Lão kéo chiếc xe củi đi vòng ra phía sau trường, đi qua mấy bãi mạ thì đến khu nhà nội trú của học sinh gia đình ở xa, mấy dãy nhà tranh vách đất đổ nát chả khác nào láng trại của dân công. Lão cũng đi thẳng đến trước một gian phòng ở cuối dãy mà lão vẫn quen thuộc, ở đấy con gái lão ở chung với mấy cô bạn học lớp dưới. Gian phòng của con lão khóa kín cửa lão đang toan dở đống củi xuống trước cửa phòng con gái lão thì tự nhiên lão ngớ ra, lão vừa nhìn thấy một con bò đang nằm nhai cỏ bên vạt sân bóng truyền của đám con gái ở bên hồi nhà. Ngay lập tức lão giật nảy mình sực nhận ra đích thị là nó, con khoang đen của nhà lão, cái con khoang đen mà trong đêm khuya khắc lão đã đích thân dắt vào tận trong rừng thật sâu, rồi lại còn phải dùng roi vọt đánh đập vô cùng tàn nhẫn để xua nó đi với cuộc sống tự do. Con vật ngước cặp mắt đầy nhẫn nhục và sầu não lên nhìn lão cúng. Đó là cái nhìn của một sinh vật tự nguyện chấp nhận số phận. Đứng lặng thinh bên chiếc xe chất đầy củi mà lão đã thay nó toát mồ hôi một mình kéo về được đến đây, lão cúng cũng chả biết nói gì với con vật, lại càng không thể trách móc, lão chỉ đưa mắt nhìn người bạn đời làm ăn thân thiết bằng cái nhìn cũng đầy sầu não và phiền muộn. Hết